Từ Sisofon, chúng tôi rẽ theo đường 5. Chập tối đoàn xe đi vào thành phố Battambang. Dân từ các nơi tụ về dựng lều trại ở tạm tràn cả ra đường, làm nhiều lúc xe phải dừng lại để chờ dẹp. Tối hôm đó tiểu đoàn 2 ngủ trên dọc bờ sông phía nam thành phố. Sáng hôm sau tỉnh giấc, tôi ngỡ ngàng lần đầu tiên được thấy một con sông rộng vài chục mét, được kè đá hai bên sạch sẽ. Nước sông cạn, hình như có chỗ chỉ đến đầu gối, đục ngầu. Nhiều phụ nữ cam đang sắn quần lội múc nước, giặt rũ, trông thật thanh bình. Hai bên bờ phượng vĩ chen lẫn bằng lăng, độ 10-15 tuổi, được trồng thẳng hàng. Nhìn cây tôi lại nhớ đến hàng phượng già do Pháp trồng dọc con đường ven sông Lam. Mỗi khi hè về, hoa nở đỏ rực. Ngày bé chúng tôi hay trèo bắt ve. Ăn sáng xong, đơn vị hành quân bộ về trú tại vườn cam ở ngoại ô, nghỉ ngơi một ngày. Anh Trường đi học, anh Thanh người Mường quê ở Kim Bôi, Hòa Bình, nhập ngũ năm 72, vốn là trung sĩ A trưởng của Lữ 144, bảo vệ lăng, học sĩ quan chính trị 3 tháng về thay. Sáng ngày 22 tháng 3 năm 79, chúng tôi gói ghém những thứ không cần thiết, để lại cho thằng Đinh Nam Sơn cùng mấy đứa đang sốt rét, trông rồi lên xe ô tô. Xe chở đơn vị đi qua thành phố, rẽ trái theo đường 10 hướng cửa khẩu Pai Lin. Gần đến cua chữ V, lại rẽ trái đi vào vùng đồn điền cam quýt rộng mênh mông. Tôi cùng anh Thao ngồi đi đầu đội hình tiểu đoàn. Phía trước là xe chở xe trinh sát rồi E bộ, các đơn vị trực thuộc và D3. Khi đang êm êm chạy thì bị địch phục trong vườn cam, bắn AK vào xe trinh sát, làm một chiến sĩ bị thương. Trinh sát đứng trên thùng xe bắn trả. Đoàn xe dừng lại, lính ta sục vào vườn cam, nhưng bọn địch đã chạy. May là chúng chỉ có AK, chứ có B40 thì ta bị thương vong khá nhiều. Khen thay, có 3 thằng mà dám đánh cả đoàn xe chở quân. Xe lội qua một con sông, nước trong xanh rồi dừng lại. Tiểu đoàn đến vị trí tập kết ở vườn xoài, ngay bên bờ sông, gần phum Cang Hót. Xoài ở đây quả to bằng bắp tay người lớn, còn xanh nhưng ăn rất ngon, ăn như khoai sống. Chiều thằng Lê Dũng, A trinh sát tiểu đoàn, vác ba lô về làm đại phó thay thằng Thành Khịt, sốt rét phải đi viện. Dũng lính tháng 8 năm 76, nhà ở thành phố Đền, thị xã Bắc Ninh, vốn là trinh sát E28 sư đoàn 10, đi học A trưởng ở Dục Mỹ. Khi sư 31 nhập vào quân đoàn 3, hắn được điều về trung đoàn nhưng làm lính bộ binh. Trinh sát tiểu đoàn thiếu quân anh Côi, điều nó về lại trinh sát. Thế là chỉ huy đủ bộ tứ. Quãng 3 giờ chiều, lính trung đội thằng Tường dẫn về khoảng 20 dân, toàn là phụ nữ và trẻ em. Bà Sophie có vẻ là thủ lĩnh, chừng 40 tuổi, khai họ từ trong tà xanh trốn ra. Anh Thao cho dẫn lên tiểu đoàn. Sáng hôm sau, chúng tôi được phổ biến nhiệm vụ luồn sâu đánh tà xanh gần biên giới Thái Lan, trong dãy Cóc Đa Mon hiểm trở. Trước đó, sư 10 khi chiếm Pai Lin giao lại cho sư 5, rồi vòng về truy quét xuống hướng nam đường số 10. Tại đây tình hình trở nên khác. Thường khi bộ binh và xe tăng địch liên tục phản kích, quân đoàn đề nghị tiền phương bộ sử dụng máy bay chụp ảnh một vùng rộng ở phía tây thành phố Battambang cho đến biên giới Thái Lan. Qua đó phát hiện ra Tà Xanh là một căn cứ lớn, có các cơ quan trung ương của bọn Pốt đóng. Trinh sát của bộ và quân đoàn đã ra vào Tà Xanh nhiều lần. Ngoài bọn lính Pol Pot từ thời Pháp đến bây giờ, chưa có đội quân chính phủ nào đến vùng Tà Xanh. Chuyện địch có xe tăng rượt lính sư 10 chạy, chúng tôi nghe đồn, hóa ra là có thật. Xế chiều ngày 24 tháng 3 năm 79, ăn cơm xong, toàn tiểu đoàn hành quân luồn sâu. Dẫn đường là trinh sát của bộ, trinh sát quân đoàn và tiểu đoàn. Đi đầu tiểu đoàn là C7, Lê Dũng với trung đội thằng Lệ đi trước. Anh Thao và thằng Lý liên lạc, đi cuối cùng. Đội này cùng một khẩu đại liên. Tiếp đó tôi và thằng Huỳnh liên lạc, đi cùng với trung đội thằng Tường. Còn anh Thanh đi cùng Cối và trung đội thằng Hiển ở phía sau. Lần này mang vác khá nặng. Ngoài cơ số đạn, lương thực, thực phẩm, chúng tôi còn mang theo nhiều nước đựng trong các bình tông 5 lít, 10 lít. Vì theo như bà Sophie cho biết, từ Cang Hót vào Tà Xanh chỉ có rừng khộp, suối cạn không có nước. Trung đoàn cũng đã chuẩn bị 5 xe ô tô chở 100 phi nước sẵn sàng tiếp tế. Từ vị trí tập kết đi khoảng 2 cây số, gặp một bờ đập lớn, vượt qua đập khoảng nửa cây nữa, bỏ đường to, rẽ phải vào khu vực rừng chồi thưa, bất ngờ gặp địch chốt nổ súng. Khẩu 12 ly 7 và các loại hỏa lực của chúng bắn điên loạn, Loạt đầu 4 trinh sát trúng đạn đổ gục, thằng Lệ bê trưởng bị thương vào bụng. Một số anh khác dính mảnh B41 chạy lui, số còn lại nằm tại chỗ bắn trả. Anh Thao chạy lui gặp tôi và hô: "Tài, Tài, cho B8 vòng qua phải đi." Đang nằm sau ụ mối nghe lệnh, tôi vội chồm dậy hét thằng Tường cho anh em lùi lại vòng tay phải đánh vào sườn chốt địch. Lúc này cối đại đội và tiểu đoàn đã bắn cấp tập. Tôi cùng Huỳnh tiến được quãng 40 mét, dừng lại sau một ụ mối để quan sát. Vinh, xạ thủ B40 cũng dừng ở ụ mối bên cạnh. Bất ngờ khẩu đại liên của địch cách khoảng hơn 100 mét quét một loạt đạn. Vinh bị trúng đạn vào tay trái rồi kêu lên: "Chính trị viên ơi!" Nghe hắn kêu, tôi bảo Huỳnh chạy sang băng bó. Huỳnh đang ngập ngừng vì khẩu đại liên vẫn bắn thì Lân y tá phía sau chạy tới kéo Vinh vào sâu trong ụ mối để băng bó, rồi dìu chạy về phía sau. Thấy đường đạn của khẩu đại liên không đổi, trèo lên đỉnh ụ mối vạch cây quan sát, vẫn không thấy mục tiêu. Tôi vẫy Tường cho anh em vận động lên tiếp, truyền qua 2 ụ mối chuẩn bị đến ụ thứ 3. Tôi giật mình khựng lại, thấy cách khoảng 5-6 mét, một tên địch ôm một khẩu AK đang quỳ ở dưới hố sau bụi cây. Nhìn về hướng bọn Tường, chẳng hiểu sao tôi không bắn mà lại chĩa súng hô: "Lớt đây lên!" Tên địch hoàng hồn ngoảnh lại buông súng, giơ 2 tay lên trời. Tôi hô Huỳnh vào trói lại. Huỳnh xông vào không trói mà lại cầm cổ áo hắn lôi sảnh sạch, quên cả nhặt súng. Cả 3 chạy về sau ụ mối to an toàn. Tôi bảo Huỳnh dẫn tù binh về tiểu đoàn. Huỳnh chối vì đi một mình sợ. Tôi bảo: "Mày kéo hắn chạy trước tao, tao ở phía sau bảo vệ cho." Đưa tên tù binh về giao trực tiếp cho anh Côi, tôi lại quay lại chỗ cũ. Lúc này trời đã chập choạng, cả hai bên im lặng, chỉ có khẩu 82 của tiểu đoàn thi thoảng bắn cầm canh. Chúng tôi dừng lại tại chỗ. Căn cứ và hỏa lực của địch, tôi đoán là đơn vị đã đi và vấp phải chốt. Tính ra cũng là một C tăng cường của địch. Muốn đánh thì cả D phải dốc lực, tổ chức mũi hướng hiệp đồng chặt chẽ mới thắng được. Trời tối hẳn, lệnh của trung đoàn cho tiểu đoàn vòng tránh tiếp tục luồn sâu đánh Sono. Khẩu 12 ly 7 của D bắn mấy loạt dài, không thấy địch phản ứng. Thằng Phúc người Quảng Bình bỏ B40 bò lên vác tử sĩ về giao cho vận tải. Giải quyết thương binh tử sĩ xong, tiểu đoàn thu quân bỏ lối cũ, quay lại tìm đường mới. Tên tù binh khi bị tra hỏi không chịu khai, mặc bà Sophie đấm đá đã chết, nằm lại chòng chơ. Khi đi qua nhìn hắn, tôi nghĩ có lẽ đó chỉ là thằng lính trơn, biết gì đâu mà khai. Tôi đã không bắn hắn, nhưng chiến tranh là như vậy. C7 vẫn tiếp tục dẫn đầu đội hình. Trung đội hành tiến đi trước thay B thằng Lệ. Lan người Diễn Châu thay Lệ phụ trách B7, nay đi cuối. Lệ khi ở ngoài Bắc làm tiếp phẩm, tôi làm quản lý. Năm 2013 gặp nhau, trông Lệ tiều tụy. Hắn chỉ làm được mỗi cái việc là chăn cặp bò. Nhìn hắn tôi thấy xót xa. Nhiều người tuy là bộ đội nhưng ở xa bom đạn không hề mất một sợi lông chân. Nay nhờ có chủ trương giải quyết tồn đọng chiến tranh, làm thương binh giả được đến 42%, trong khi Lệ nối ruột mấy chỗ chỉ 27% mới xin giám định, nâng hạng được hơn 50%. Còn Vinh, từ đó tôi không nghe tin tức gì nữa. Đêm tối mù mịt, tiểu đoàn mò mẫm đi trong rừng khộp, vì đi theo góc phương vị mới và đặc biệt là rừng bằng phẳng không có điểm chuẩn nên trinh sát lúng túng. Nhiều lần họ dừng khá lâu để xem bản đồ địa bàn. Cuối cùng anh Côi khi sau C7 xác định góc phương vị rồi truyền lên cho trinh sát soi đường. Gần sáng, trăng hạ tuần mới lên, tỏa ánh sáng lành lạnh mờ ảo. Đang đi, bỗng bên phải phía trước nghe tiếng chạy huỳnh huỳnh và cây bị xô giàn giạt. Lính nằm giặt cả xuống. Không biết thằng nào của trung đội đi sau đã nhanh tay bắn lên một trái B40. Tiếp đó cối của C8 cũng bắn hú họa mấy quả. Nằm mãi không thấy địch phản ứng. Trinh sát chuyển xuống, đó là đàn bò, không phải địch. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Đến khoảng 6 giờ sáng, sương đã loãng. Chúng tôi đi qua một bãi dân tị nạn, dấu vết vẫn còn nóng. Thấy thấp thoáng ở phía trước có mấy người quần áo đen đang chạy. Trinh sát nổ súng, lính C7 cũng bắn theo, nhưng không trúng ai. Chẳng biết họ là dân hay là lính Pol Pot nữa. Rừng khộp mùa khô, sờ xác, tầm nhìn mấy trăm mét không vướng. tốc độ hành quân nhanh hơn. Khoảng 8 giờ, tiểu đoàn triển khai đội hình áp sát Phum Sono. Trong lúc chờ lệnh nổ súng, nghe rất rõ tiếng ô tô từ trong Phum chạy về phía tây nam, có cả tiếng súng rộ lên xa xa về hướng bắc. Nơi đó D3 và Thiết Giáp đang đánh chốt địch, chiều qua chặn ở đường chúng tôi. Cố tiểu đoàn bắn 2-3 quả trong Phum vẫn im lặng như tờ. Phum không một bóng người. Lúc này D3 cũng đã chiếm xong mục tiêu, đang hành quân về Phum Sono. Sau này thằng Lân, C phó C9 cho biết, C hắn đã bí mật bơi qua sông vòng sau lưng địch, phối hợp cùng C11 và M113 đánh mũi chính diện mới chiếm được chốt. Địch bỏ lại nhiều xác, trong đó có mấy tên nữ, da rất trắng, nghi là người Hoa. Vào Phum mệt và đói, lính ta lăn ra ngủ. Ăn cơm trưa xong, D2 được tăng cường mấy chiếc M113, tiếp tục hành quân về hướng tây nam. Tiểu đoàn đi theo hình cái nghĩa hai răng. C7 đi bên trái trên sườn đồi, đối diện tay phải qua bên kia con đường lớn là C6. Đi giữa đường ở phía sau là mấy chiếc M113, rồi đến dê bộ. C8, C5 đi cuối đội hình. Đang đi, một con hoãng chạy ngang đến sát bờ đường, rồi đứng nhìn ngơ ngác. Lính C7 mở khóa an toàn, lách cách nhưng không dám bắn, vì ở phía dưới là lính C6. Hoãng vùng chạy xuyên qua C6, chạy thẳng vào trong rừng. Cách Sono gần chục cây số, chúng tôi thấy phía trước bụi mù. Anh Thao vẫy lính tản ra. Nhìn lên, tôi thấy mấy chiếc xe bò đang tiến đến. Phía sau có nhiều người. Khi chúng cách khoảng 200 mét, anh Thao hô: "Địch! Địch kìa! Bắn đi!" Mấy khẩu B41 đồng loạt nổ, nhưng quả bay lên trời. Quả đạn nổ trên cây. Thậm chí thằng Huỳnh, người Hà Nam Ninh, bắn đạn cắm gần ngay trước mặt. Địch chỉ bắn trả vài loạt AK rồi bỏ chạy vào rừng theo hướng núi cao ở trước mặt. Anh Thao hô đuổi theo. Thằng Lê Dũng dẫn bộ đội vừa chạy vừa bắn. Tôi vẫy trung đội thằng Lan cùng đuổi. Mấy chiếc M113 tăng tốc, vừa chạy vừa quét 12 ly 7, rồi bỏ đường can vào rừng. Lính của C6 do đi phía thấp không biết có địch, nghe súng nổ giạt ra, thấy M113 nổ súng cũng chạy theo. Chúng tôi mang ba lô lặc lè rượt đuổi. Chẳng mấy chốc địch mất hút. Mệt quá, mọi người tự động dừng lại. Mấy chiếc M113 vẫn đuổi, vào tận núi rồi quay ra. Anh Thao tập trung lính, thấy thiếu một số, bảo tôi quay lại tìm. Dọc đường tôi đếm có 6-7 xác, chủ yếu là nữ, mặc quần áo bà ba bằng vải ni lông mỏng màu xanh lá cây. Có hai đứa bị M113 cán nát bét. Những người tụt lại phía sau, theo chỉ dẫn của tôi, tự đi về nơi tập trung. Khi cách mấy chiếc xe bò một quãng, tôi thấy một thủ trưởng tiểu đoàn đang rũ từng bộ quần áo trong đống đồ trên xe. Một số lính dê bộ đang lục mấy xe bò khác. Tự dưng những thiện cảm về ông vơi đi. Quay lại chỗ tập trung, tôi thấy lính ta đang vây quanh hai lính nữ địch bên cạnh xe thiết giáp. Hai tên này bị M113 đuổi kịp, định cán, nhưng chúng chạy rích rắc tránh được, nên bị Phúc bê phó và thằng Quảng bắt sống. Theo phiên dịch, một đứa là đại đội phó, còn đứa kia là y tá. Một lính C7 chĩa súng dọa. Ai ngờ con C phó mở toang cúc áo, phanh ngực thách bắn. Lính ta cười ầm lên, quay ra trêu chọc nhau. Hai tên tù binh được giao cho tiểu đoàn. Chúng tôi hành quân tiếp. Địch chúng tôi gặp trong trận tao ngộ chiến. Theo lính ta đồn là một dê của bọn tàn quân Sraika, chứ không phải là lính Pol Pot. Chúng tôi tiếp tục hành quân theo đường lớn. Ở khu vực này có vẻ đã có những cơn mưa trái mùa trút xuống. Rừng nhìn tươi tỉnh hơn. Dưới mặt đất đã bắt đầu có màu xanh của những mầm le lau và cỏ. Tuy vậy, phía trên khộp vẫn trơ trụi, nhìn trống trải xác xơ. Ở đoạn có dãy núi bên trái, dấu bánh xe ô tô địch chạy vào đó dày đặc. Đi thẳng thêm mấy km nữa, gặp một con suối nhỏ, nước róc rách chảy vào một cái ao lớn đầy bèo tây. Bên kia là một Phum nhỏ bỏ hoang. Mấy chiếc M113 phía sau chạy lên bắn 12 ly 7 và cả DKZ vào những bụi cây bên kia suối. Trinh sát vượt sang báo về là không có địch. Tiểu đoàn dừng lại, C7 cho một trung đội sang bên kia suối, còn lại vẫn ở bên này. Hậu cần triển khai nấu cơm nóng. Hai tên tù binh nữ không hiểu dọc đường tụi dân vận tỉ tê thế nào mà thấy cười toe toét, xoắn tay cùng nấu ăn với anh nuôi của dê bộ. Hai đứa đã quên thân phận tù binh, vô tư trở lại công việc thường ngày của người phụ nữ. Mới cách đó hơn một tiếng đồng hồ, hai bên đang là kẻ thù nã súng vào nhau, giờ lại thân thiện như bạn bè. Đặc biệt hơn là sáng hôm sau, tôi lại thấy chúng khiêng hai can nước to, vừa đi vừa cười đùa với lính dây bộ trong đội hình hành quân, như thể đã được biên chế vào quân ta vậy. Một sự thay đổi nhanh chóng, lạ lùng và khó tin. Trời tối, đoàn xe của e bộ cũng vừa tới nơi. Tiểu đoàn điện lấy nước, tiếng gọi nhau ý ới, lính đi lại nhộn nhịp lấy nước sạch. Không biết ai đó phát lệnh cho lính lấy nước, do đoàn xe chở đến để tắm. Thực tế, 100 thùng phi nước không cần dùng, vì vùng này rất nhiều nước chứ không khô hạn như bà Sophie nói. Anh Thắng quê ở Vĩnh Phú, là thiếu úy, phái viên chính trị quân đoàn mới tăng cường cho C7, cùng với anh Thanh xách đồ đi tắm. Bọn tôi trải ni lông nằm nghỉ chờ cơm. Tắm là thứ xa xỉ không cần bận tâm. Sáng ngày 26 tháng 3, chúng tôi rẽ theo con đường bò đi tiếp. Rừng khộp mênh mông, lối đi đan ngang dọc. Mãi đến tầm 9 giờ mới biết là bị lạc. Anh Côi điện về trung đoàn hỏi đường. Trung đoàn chỉ thị bắn B41 để xác định vị trí. Anh Thao bảo thằng Hòe răng vàng bê phó trèo lên cây khộp bắn B41 về hướng đông nam. Quả đạn lao đi hết tầm nổ trên không trung. Lát sau, trung đoàn chỉ dẫn anh Côi xác định được vị trí đứng. Lúc này đã nghe tiếng súng xa xa vọng đến. Hôm qua khi D3 chiếm được mục tiêu mà D2 vẫn chưa đến Sono. Anh Điếm, e trưởng, đã mắng anh Côi qua máy PRC-25 thậm tệ. Anh Côi cũng vặc lại chẳng vừa. Hôm nay D2 đi lạc, nhưng không thấy anh Điểm nóng tính nữa. Đi tiếp, chúng tôi gặp lính D1 đang đứng ngồi lố nhố ở trên bờ suối rộng, nước chảy lững lờ nên dừng lại nghỉ. Dưới tán cây rậm có một đôi vợ chồng Cam khó đoán tuổi ngồi. Người vợ gầy gò đĩu đứa con mới đẻ trước bụng đang nhai mì tôm sống. Trong tay nải của họ đã có mấy hộp sữa và nhiều gói mì tôm lính D1 cho trước đó. Nhưng mấy anh em trong ban chỉ huy chúng tôi vẫn mở ba lô lấy sữa đưa cho người chồng. Lính C7 và dê bộ mới đến cũng cho họ khá nhiều mì tôm, gạo sấy. Hai vợ chồng chỉ biết chắp tay lạy, miệng liên tục "Ơ cun con tóc Việt Nam", tức là cảm ơn bộ đội Việt Nam. Sữa, mì tôm, gạo sấy bộ đội cho có lẽ hai người mang không hết. Tiếng súng ở phía trước vẫn rộ lên từng hồi. Trung đoàn dục D2 tăng tốc. Đi một chặng khá dài, chúng tôi gặp mấy khẩu 105 đặt ở giữa đường, sẵn sàng bắn vào đoàn ô tô của Trung, sư đoàn, đang nép ở trong rừng. Phía trước không xa, trận đánh của C1, D1 kéo dài mấy tiếng đồng hồ vừa kết thúc. Mặc dù có xe tăng, xe bọc thép chi viện, nhưng vì địch bố trí phòng thủ bên kia suối cạn, sâu, rộng, bờ dốc đứng, xe tăng đứng bên này bắn chi viện cho bộ binh vẫn không lên được. Đến khi công binh vòng xa mở đường cho xe tăng vượt qua suối, đánh tạt sườn, quân ta mới chiếm được mục tiêu. Khi xe tăng càn lên nóc hầm, một số tên sống sót vẫn ngoan cố chống trả. Lanh nhảy xuống gọi hàng, bị chúng bắn chết. Cự ly gần, các xe không bắn hoặc thả lựu đạn nữa mà cứ nhằm vào hầm để trả. Có hầm 6-7 đứa xe trả tới trả lui, nhưng vẫn thà chết chứ không hàng. Địch chỉ có một số chạy thoát, còn bị diệt tại chỗ 43 tên, phần lớn là phụ nữ. Chúng tôi vào xem khu chiến. Anh Thao thấy xác tên nữ có buộc một túi bên bụng liền mở ra. Trong đó có một bánh xà phòng Trung Quốc 72%, lấy khoe với tôi rồi cho vào túi quần. Có một tên nữ máu ướt đẫm ở ống quần, nằm ngửa trên mặt, đậy chiếc khăn cà ma. Anh Đồng e phó đi đến, lấy cây sắn gạt khăn xem mặt. Ai ngờ tên địch vẫn còn sống. Hắn rú lên. Gần đó có một cái cuốc. Trung đoàn tiếp tục hành quân, bỏ lại sau lưng những căn lán địch trú đang cháy. Ở trong đó có những xác chết, không ai đưa được ra, bốc mùi khét, khinh sợ khó tả. Có lẽ đây là một đơn vị hậu cần của Khmer Đỏ, vì thấy có lán to chứa một máy cưa chạy bằng máy nổ, xung quanh là dãy sắn. Tiểu đoàn 2 hành quân, cách Tà Xanh độ 4-5 km, dừng lại ngủ. Tà Xanh là một phum lớn nằm giữa thung lũng Cà Ra Vanh, cách biên giới Thái Lan độ 20 cây số, là căn cứ của chính phủ Khmer Đỏ được trung đoàn cận vệ Nông Penh cùng nhiều pháo, xe tăng bảo vệ. Rạng sáng ngày 27 tháng 3 năm 79, các đơn vị thực hành chiếm lĩnh trận địa xuất phát để tiến công. Tiểu đoàn 3 đảm nhiệm hướng tấn công chủ yếu từ phía đông, tiểu đoàn 1 luồn hướng tây bắc xuống đảm nhiệm hướng tấn công thứ yếu, tiểu đoàn 2 làm lực lượng dự bị đi cùng sở chỉ huy trung đoàn. Lực lượng phối thuộc bao gồm 4 khẩu 85 và 10 M113. Khi cách Tà Xanh độ chỉ hơn một cây số, mấy khẩu pháo triển khai trận địa bắn ngay trên đường. C7 cũng dừng lại bảo vệ chỉ huy trung đoàn cùng pháo. Nơi chúng tôi bố trí lực lượng là khoảng rừng tre gai ở ngay bên bờ suối. Tôi và anh Thanh cùng thông tin nằm sau ụ mối, cách ông Điếm và tùy tùng chỉ vài chục bước chân. Khoảng 7 giờ, ông Điếm lệnh pháo bắn. Pháo bắn chỉ mấy phút đã hết đống đạn ở dưới đất. Bọn pháo thủ phải đứng thành hàng, bốc đạn trên xe ô tô xuống, được viên nào bắn vào viên đó. Lúc này gần chục chiếc xe tăng, xe M113 cùng rồ máy lao lên. Không gian náo động bởi những tiếng gầm rú, tiếng nổ đầu nòng choáng tai của pháo, tiếng chỉ huy hò hét, tiếng bọn thông tin gào ở trong máy. Phía xa, nhiều cột khói trong phum Tà Xanh bốc cao khỏi tán rừng. Pháo bắn chừng 30 phút, ông Điếm lệnh ngừng, rồi hét D3 xung vong. Tiếng súng rộ lên từng chập, địch chống trả, đầu đạn bay tới nơi chúng tôi nằm, vướng cây rơi rào rào. Thì thoảng có viên đạn pháo bắn thẳng vọt qua đầu nổ ở phía sau khá xa. Khu vực sở chỉ huy lúc nãy báo động là thế, bây giờ chỉ nghe tiếng mấy thằng thông tin gọi máy báo cáo điện chuyển về. D3 được 4 xe tăng chi viện, nổ súng xung phong, bị địch nằm trong công sự cùng xe tăng bố trí chống trả quyết liệt. Ngay đợt xung phong đầu, Nhàn, C phó C11 quê ở Thanh Chương và một số chiến sĩ hy sinh. Bằng là quản lý đại đội quê ở Hưng Nguyên, xách B40 bò lên quỳ định bắn, bị xe tăng quất 12 ly 7 chúng gục xuống. Bằng nhập ngũ cùng đợt với tôi, vốn trước làm công vụ cho trung đoàn trưởng hợp. Khi ở Anh Sơn, Nghệ An, được cho đi học trung cấp quân y Sơn Tây cùng thằng Sĩ Hồng vệ binh, nhưng trường khám sức khỏe có bệnh tim bị trả về đơn vị. Sau xuống D3 làm quản lý đại đội, Mộ Anh đã được đưa về quê. Hướng đại đội 9, C trưởng thân bị sóc trông cũng dừng lại. Ở phía sau, trung đoàn trưởng Điếm nghe báo cáo tình hình, lệnh pháo tiếp tục, rồi đốc anh Mai, D trưởng D3 tiếp tục xung phong. Tiếng súng lại rộ lên rồi thưa dần. Anh Nga báo cáo đã bắn cháy một xe tăng, làm mọi người mừng rỡ, nhưng sau này kiểm tra thì không phải. Thấy tình hình D3 khó khăn, ông Điếm lệnh cho C5 lúc này đang nằm ngay trước bọn tôi, theo trinh sát cùng 4 chiếc M13 đánh thọc sườn. Nhận lệnh, anh Trung Còi, C trưởng, nhanh chóng đốc quân vận động theo M13. Ông Điếm mang K59 xệ hông, tay chống nạnh thở phì phò, đứng ngay ở giữa đường hồ pháo bắn tiếp. Hai khẩu pháo 105 tiếp tục bắn đến, khi đạn trên hai xe tải gần hết mới dừng lại. C5 cùng M13 nhanh chóng đột kích. Một khẩu 12 ly 7 của địch nằm sau gốc xoài, nhằm một chiếc M113 bắn, lái xe và một pháo thủ hy sinh. Khẩu 12 ly 7 bị lính bộ binh tiêu diệt. Một chiếc M113 khác vừa ra khỏi khu vườn nơi có chiếc xe zin khơ của địch cháy, gặp ngay một khẩu 37. Gần quá, DKZ trên xe không bắn được nữa, lái xe liều mình cho xe húc càn lên pháo, bị đánh tạt sườn. Xe tăng địch hốt hoảng bỏ chạy, bộ binh địch tan rã chạy theo. Tiểu đoàn 3 ở hướng chính diện thừa cơ xung phong làm chủ trận địa. Lúc này D1 đang hành quân từ hướng đông bắc xuống. Xe tăng địch bỏ chạy được hơn một cây số, lao vào đội hình của đại đội 2. Chiến sĩ B41 bắn không trúng. Một chiến sĩ nuôi quân nhanh chóng giành súng, bắn trúng tháp pháo chiếc đi đầu. Địch bỏ cả 4 xe chạy ra, bị tiêu diệt một số. 4 chiếc xe tăng máy vẫn nổ, nhưng lính ta không anh nào biết lái, đành để cho nổ suốt đêm, hết dầu mới tắt được. Báo hại lính C2 thức canh không ngủ được. Đơn vị 273 lo giải quyết hậu quả trận đánh, nên sáng hôm sau mới mang dầu vào đổ và lái xe về Tà Xanh. Quá trưa, trận đánh kết thúc. C7 được lệnh vào Tà Xanh, đi ngang chỗ mấy chiếc M113 đậu. Tôi thấy họ đang làm công tác tử sĩ, 5-6 anh hy sinh nằm xếp hàng dài ngay ngắn bên cạnh một chiếc M113, mặt trước bị 12-7 bắn thủng lỗ chỗ như chiếc sàng. Lửa khói từ những căn nhà sàn vẫn đang bốc lên. Lính đi lại lộn xộn sục sạo các kho. Họ lấy được dầu cá, đá lửa, bỏ vào ba lô, chẳng biết để làm gì. Trung đoàn cận vệ Nông Penh phòng thủ Tà Xanh đã bị trung đoàn 866 đánh thiệt hại rất nặng. Pol Pot và Ieng Sari cùng bộ sậu, chính phủ với đám tàn quân phải chạy vào trong rừng, bỏ lại nhiều kho tàng, phương tiện chiến tranh. Trung đoàn để lại D3 thu dọn chiến trường, giải quyết hậu quả. Mấy ngày sau, đoàn làm phim của mặt trận vào C9 đã diễn lại trận đánh để họ quay vào bộ phim Chiến thắng Tà Xanh để làm tư liệu. Hai tiểu đoàn còn lại tiếp tục phát triển tiếp. Ngay buổi chiều chiếm được Tà Xanh, đại đội 7 được lệnh theo con đường lớn lùng sục hướng Tây Nam đi về Tức Sóc. Ra khỏi trung tâm Tà Xanh độ 1 km, chúng tôi gặp một con suối rộng, nước trong vắt. Chỉ huy nhanh chóng hội ý. Khẩu đại liên của thằng Trăm với trung đội thằng Tường dàn ở bên bờ do anh Thao chỉ huy yểm hộ cho thằng Lê Dũng cùng trung đội 9 thằng Hiện theo con đường vượt suối. Anh Thanh chỉ huy khẩu cối và tôi đi với trung đội thằng Lan dự bị. Khi các bộ phận đã sẵn sàng, anh Thanh cho cối bắn 2 quả thăm dò. Khẩu đại liên quét sang bờ bên kia mấy loạt, không thấy địch phản ứng. Lê Dũng dẫn trung đội 9 lội ào sang. Ở đó không có địch. Tiểu đoàn lệnh để trung đội 9 chốt lại, còn chúng tôi lui về chỗ chiếc M113 không còn xích của địch. Sáng ngày 28 tháng 3, anh Côi lại điện cho chúng tôi dồn về chỗ B9. Một đêm phải chốt độc lập, quả là căng thẳng với bọn Lê Dũng, Nam Hà. Nhưng bù lại, chiều hôm qua bọn nó thu được rất nhiều đồ hộp và rượu để xả láng. Nơi này có lẽ là bọn cấp cao nhất của chính phủ Pol Pot ở. Trừ lối xuống suối mà chúng tôi qua, còn lại 4 bề đều là bãi chông mìn rộng, không ai dám bước chân vào. Khu rừng được phát quang đãng, dựng những lán nhỏ xinh xinh tươm tất. Bên trong có 2-3 chiếc phản làm bằng thùng đạn. Cạnh mỗi lán đều có hầm trú ẩn vững chắc, có giao thông hào nối liên hoàn. Chính giữa khu vực là bếp và nhà ăn, có bàn ghế làm bằng cây. Ở đây địch bỏ lại xe Honda 67, 2 xe du lịch màu trắng đã bị chọc thùng lốp và mấy chiếc tải Hồng Hà mới tinh. Trong thùng chiếc xe giữa bãi trống có một tên lính nữ đã chết. Phía gần bờ suối có một chiếc Hồng Hà còn nguyên chìa khóa. Lê Dũng bảo xe này chở toàn đồ hộp và rượu. Hôm qua nó đã dỡ xuống, nay chia cho lính trong đại đội, đứa nào cũng nhét đầy ba lô. Tôi trèo lên, thấy còn mấy thùng, bảo Dũng lấy nốt. Nó nói lính mang nặng rồi, không lấy nữa. Anh Thành bảo hai thằng có thích lái ô tô không, tớ dậy. Khoái chí, tôi nhảy vào cabin, ngồi cùng. Nhìn đồng hồ thấy xe mới chạy được hơn 300 km. Có lẽ địch nhận ở cảng Kompong Thom rồi đi thẳng lên đây luôn. Anh Thanh nổ được máy nhưng không quá thạo, nên chỉ một phát nhấn ga, xe đã lao xuống suối, làm tôi bay cả hồn vía, mở cửa nhảy vội xuống mương. Anh không dám lái nữa, tắt máy luôn. Hai anh em chưa kịp lên bờ thì có một ông nhỏ người từ hướng Tà Xanh lội xuống quát: "Ai cho các cậu lái xe? Đồ phá hoại!" Anh Thanh ngoài Bắc mới vào, có lẽ sợ nên im lặng. Còn tôi cáu: "Xe của địch bọn tôi thu được, chứ đếch chi của ông mà nói." Ông kia biết đôi co với mấy thằng lính chiến là dại nên im lặng, đi vòng quanh xe xem xét rồi trèo lên nổ máy. Phút chốc xe đã vọt lên bờ, chạy về trung đoàn. Sau này tôi mới biết đó là ông Cường, phó chủ nhiệm hậu cần. Khi ra Bắc Thái, ông Cường có chiếc đồng hồ điện tử nổi tiếng khắp trung đoàn vì giá của nó nghe đâu lên đến hơn 1.000 đồng. Nhưng chỉ năm sau giá chỉ còn mấy chục đồng, và bây giờ là đồ chơi của trẻ con. Ngày 29 tháng 3, hết nghịch xe ô tô đến xe máy, tôi quay lại nơi mấy chiếc hòm to như cái quan tài đã mở nắp đựng giấy tờ ở chỗ gốc cây. Tôi lục thấy một tệp chừng hơn 10 tờ khai của lính ta, chủ yếu là của quân khu 9 khi bị địch bắt làm tù binh năm 1978 và cả mới năm 1979. Tờ nào cũng viết na ná giống nhau, đại loại là họ tên, quê quán, con ông bà, đơn vị, rồi bị tập đoàn phản động Lê Duẩn Phạm Văn Đồng đưa đi xâm lược Campuchia, nên thấy đó là hành động sai trái. Cuối cùng là xin khoan hồng. Tuy họ viết vậy, nhưng tôi hiểu số phận của những người đồng đội không quen biết bị bắt bi thảm như thế nào, vì Khmer Đỏ chưa bao giờ có khái niệm tù binh. Đến tử sĩ của ta nếu bị bỏ lại cũng sẽ bị chúng phân xác thành nhiều mảnh, chứ đừng nói là khi bị bắt. Một tệp khác được gói cùng mấy tấm ảnh chụp bộ đội ngồi trước nhà số 4 Lý Nam Đế là những bản thảo của một nhà văn nào đó đi cùng quân đoàn 4 bị địch thu. Lướt qua thấy cái bản thảo tả cảnh quân ta hành tiến bằng cơ giới trên đường vào Phnom Penh. Dưới đất là xe pháo, trên trời là máy bay, rất khí thế. Có bản lại ghi chép diễn biến giữ chốt. Tôi định lấy tệp này bỏ vào ba lô, nhưng nghĩ thêm nặng nên thôi. Sau này mỗi lần nhớ đến tôi lại tiếc, vì nếu giữ được sẽ biết rõ số phận của một nhà văn nào đó. Đang ngồi đọc thì lại có một cán bộ nữa bên trung đoàn lội suối đi lên. Không hiểu sao anh lại biết tôi nên gọi rồi bảo: "Cậu lục kỹ, biết đâu lại có tài liệu quý. Bên D1 họ thu được hộ chiếu của cả Ieng Songri đấy." Tôi chỉ vào đống giấy tờ chữ Miên, chữ Anh bảo: "Tài liệu của địch, thủ trưởng mang về xem đi. Còn bọn em quan trọng là tìm cái ăn." Sau này tôi mới biết đó là anh Quyền. Khi anh về làm chính trị viên D2, cũng lạ, các trợ lý dám đi một mình cả km để lục lọi, còn bọn tôi xưa nay chưa bao giờ đi ra khỏi nơi đóng quân nếu không vì nhiệm vụ và không có đồng đội đi cùng. Mở chiến dịch Tà Xanh, quân đoàn đã cấp cho các đại đội ảnh của Pol Pot và Ieng Sari, đồng thời cho mấy anh từng là vệ binh năm 1973 tham gia bảo vệ khiêng cáng Sihanouk và mấy thằng này đi dọc Trường Sơn về nước xuống cùng trung đoàn để nhận mặt. Nhưng không hiểu sao không thấy quân báo đi tìm. Bảo quản tài liệu ở đây nhiều như vậy mà mấy năm sau chỉ thấy công bố được mấy trang nghị quyết của Khmer Đỏ và tiến hành chiến tranh du kích thu ở Tà Xanh. Bên hướng D1, ngày 27 tháng 3, sau khi bắt sống được mấy chiếc xe tăng cũng vào Tà Xanh, sáng ngày 28 tháng 3 đi qua chỗ chúng tôi rồi rẽ phải tiến đến đánh Tức Sóc. Trên đường cơ động gặp một số dân đi ra, anh em đưa ảnh Pol Pot và Ieng Sari hỏi thì họ cho biết Pol Pot đã được cõng qua suối rồi cưỡi voi vào Tức Sóc trước đó cả tuần. Đi tiếp vượt qua mấy ruộng lúa đến rừng khộp, thấy đường dây điện thoại liền bám theo đến một bãi để xe con của địch, dừng lại triển khai đội hình nổ súng. Đến chiều C2 thu được một vali chứa đồng hồ. Cùng thời gian Vũ Thanh Hà nhập ngũ tháng 8 năm 76, quê ở xã Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn, Nghệ An, là tiểu đội trưởng của C3, chỉ huy 3 người lùng sục gặp một chiếc cặp da đen trong bụi cây, liền thu lấy nộp lên trên. Đó là chiếc cặp đựng hộ chiếu của Ieng Songri, phó thủ tướng kiêm bộ trưởng bộ ngoại giao của Khmer Đỏ, mang tên là Siêng Hạo, nhân viên ngoại giao Trung Quốc, cùng với con dấu của bộ ngoại giao, con dấu vùng 4 và nhiều tài liệu quan trọng, chứng tỏ tên đầu sỏ thứ hai của chính phủ Khmer Đỏ khi bị trung đoàn 866 đánh đã hoảng loạn, vứt bỏ tất cả để chạy tháo thân. Thu được hộ chiếu này có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp cho Việt Nam tố cáo trên trường quốc tế việc Trung Quốc đã và đang nuôi dưỡng chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Vì thành tích này, Hà được thưởng huân chương và một chiếc đồng hồ Orange 21 chân kính. Trong lễ kỷ niệm ngày giải phóng Campuchia, ngày 7 tháng 1 năm 2017 của Ban liên lạc cựu chiến binh Sư đoàn 31 tổ chức tại Hà Nội, tới dự có quân đoàn trưởng Quốc Thước, chính ủy Tiêu Văn Mẫn, tùy viên đại sứ quán Campuchia và đông đảo cựu chiến binh trong sư đoàn. Ban tổ chức biết Hà cũng có mặt nhưng không nhắc đến, mặc dù trong diễn văn, trong các bài phát biểu ai cũng nói đến chiến thắng Tà Xanh và sự kiện thu hộ chiếu của Ieng Sari. Nhìn Hà gầy gò ngồi im lặng một góc, tôi không khỏi chạnh lòng. Lần cùng trở lại Campuchia mới đây, tôi hỏi đồng hồ đâu rồi, Hà cho biết sau khi phục viên về do bệnh tật túng thiếu đã đổi đồng hồ cho anh rể để lấy một bộ quần áo sĩ quan sơ vi ốt và một chiếc đài bán dẫn Nationa. Khi cuộc sống ổn định, Hà muốn tìm lại chiếc đồng hồ kỷ niệm, nhưng nó đã được mua bán trao tay nhiều người nên không còn dấu tích. Nghe Hà nói tôi cảm thấy buồn. Một vật kỷ niệm vô giá đã bị thất lạc bởi cuộc sống hậu chiến của người lính quá vất vả. nơi phát hiện đồng hồ và cặp đựng hộ chiếu của Insauri, được xác định là căn cứ của Bộ Ngoại giao Khmer Đỏ, nên D1 không tiến vào Tức Sóc nữa mà dừng lại triển khai truy quét ở xung quanh. 6 hôm sau, C2 lại phát hiện được hầm vàng. Tiểu đoàn tổ chức đào cả trưa. Theo lính D1 kể lại, có khả năng đây là tài sản của Hoàng gia Campuchia. Trên đời vật có hình thù gì thì vàng được đúc theo hình đó, như tượng Phật, muông thú, hoa lá. Vàng được đựng trong các thùng sắt, mỗi thùng 2 đến 4 lính khiêng ỉ ạch. Có cả nhiều thùng đựng đá quý màu xanh nguyên khối chưa chế tác, số lượng cân được hàng chục tấn. Quân đoàn đã cho 2 xe M113 đi cùng hộ tống 4 xe zin trở về giao cho chính phủ Hiêng Song Rin. Đến chiều cùng ngày, 2 lính C1 là Khuê, quê ở Quỳ Hợp, Nghệ An, mang AK cùng Dương, A trưởng cối 60, quê ở Nghĩa Đàn, đi tìm đồng hồ trong rừng le. Khuê phát hiện 2 thằng Miên đi đến gần trong đó. Một thằng mang súng ngắn, thằng còn lại mang AK. Do mới ở hậu cứ Bến Thủy, Nghệ An vào, không biết tiếng Miên, nên quay sang hỏi Dương. Giơ tay lên, tiếng Miên là gì? Dương trả lời là lước đai lơn. Chỉ cần thế, Khuê nhảy ra dí súng vào ngực thằng mang súng, hồ lước đai lơn. Tên địch hoàng hồn giơ tay đầu hàng và bị tước súng, dẫn về giao cho tiểu đoàn. Tại đây chúng khai là đại đội trưởng và liên lạc, buổi tối vận tải cùng dân vận canh gác tù binh. Đến khuya, thằng chỉ huy xin đi vệ sinh. Lính ta lỡ ngớ cởi trói, hắn liền xông tới chụp khẩu AK dựng gần đó, bò chạy vào trong rừng, ngay trước mũi khẩu 12 ly 7. Lính dây bộ choàng dậy, quét một loạt 12 ly 7, vãi đạn AK theo nhưng không trúng. Bực tức, dân vận quay sang tần thằng liên lạc. Tên lính lúc này mới khai. Thằng chạy thoát là trung đoàn trưởng trung đoàn cận vệ Nông Pênh, bảo vệ chính phủ Khmer Đỏ, đi trinh sát. Chỉ huy D1 nghe vậy tiếc đứt ruột. Tên tù binh được đưa về trên, hắn khai được sinh ra ở vùng ngã ba biên giới Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngoài tiếng mẹ đẻ, còn biết cả tiếng Lào nhưng lại không biết tiếng Việt. Ở đơn vị cận vệ, công vụ cho cả Pol Pot, Ieng Sari và Khieu Samphan. Theo tên này, bọn chỉ huy Khmer Đỏ còn có tên gọi khác, đó là Pol Pot có tên là Văn, Ieng Sari có tên là Eng, Khieu Samphan cũng có tên là Phon. Đặc biệt, hắn cho biết Pol Pot bị bệnh tim, di chuyển phải có người khiêng, không tự đi được. Sau khi tuyên truyền vận động, hắn nhất trí dẫn lực lượng của ta đuổi theo bọn Pol Pot vào Đầu Não. Nhiệm vụ này được quân đoàn giao cho tiểu đoàn trinh sát, do tiểu đoàn phó Trần Đăng Quế trực tiếp tổ chức và chỉ huy thực hiện. Toán trinh sát gồm 17 người, tính cả chỉ huy, thông tin, y tá và phiên dịch, mang theo cả hỏa lực B40 và M79. Xe chở toán từ sở chỉ huy tiền phương quân đoàn chạy thẳng đến sở chỉ huy của trung đoàn 866, lúc này đang đứng chân tại Tây Nam Tà Xanh, khoảng 5 km trên hướng Tức Sóc. Từ đây có tên tù binh dẫn đường. Đi được khoảng 1 km về phía Tây Nam, nơi tiểu đoàn 1 đã đánh chiếm, tên tù binh chỉ đây là chỗ trú quân của Pol Pot trước khi ta đánh vào Tà Xanh. Hắn chỉ vị trí cụ thể từng chỗ nằm của từng tên Pol Pot, Ieng Sari và Khieu Samphan. Trinh sát đi tiếp, chiều đến chân dốc núi cao, phát hiện được mấy sổ ghi nhận diện dạng của cơ yếu bằng chữ Trung Quốc. Như vậy có thể khẳng định cố vấn Trung Quốc vẫn đi cùng Pol Pot và Trung ương Khmer Đỏ. Ở đó còn có một chiếc máy nổ nhỏ dạng xách tay của chúng bỏ lại. Tiếp tục một quãng đường rừng leo dốc tương đối vất vả. Đến chập tối, tí toán đến điểm dừng đầu tiên của Trung ương Khmer Đỏ. Cũng như lần trước, tên tù binh chỉ cụ thể vị trí nằm của từng tên đầu sỏ. Anh Quế cho cả toán dừng lại, bố trí canh gác cảnh giới, rồi cùng một tổ đi một vòng vị trí trú quân của chúng. Qua dấu vết để lại, có thể có khoảng một tiểu đoàn địch đi theo để bảo vệ Pol Pot và Trung ương Khmer Đỏ. Trú quân một đêm, nhưng chúng cũng tổ chức thế phòng ngự rõ ràng, bảo vệ nghiêm ngặt. Ngày thứ hai, tiếp tục cuộc hành trình truy quét trên dãy Caravan, chạy dọc biên giới Thái Lan, khá vất vả. Qua 2 ngày tiếp xúc, tên tù binh có vẻ ngoan ngoãn và thật thà. Đến chiều, toán trinh sát cũng đến được vị trí dừng chân của 2 tên địch. Tên tù binh tiếp tục chỉ từng vị trí của từng tên đầu sỏ, nghỉ qua đêm và vị trí các đơn vị bảo vệ. Có điểm khác biệt là ở đây chúng vất lại khá nhiều thứ, kể cả những thứ quý như cà phê hòa tan, quần áo các loại, đặc biệt là cả vali, bộ đồ bộ tiểu phẫu, thuốc trợ tim như B1, B12, cefatesim, capein, sâm. Tên tù binh chỉ cho anh Quế bộ quần áo nào là của Pol Pot, bộ nào là của Ieng Sari. Đến đây, tên tù binh nói, nó đi đến đây thì được phái quay lại, nên từ đó trở đi nó không biết nữa. Cũng chiều hôm đó, anh Quế báo cáo tình hình. Quân đoàn cho dừng truy kích, lính ta lấy những thứ cho là quý như sâm, thuốc chữa bệnh, dụng cụ y tế, cà phê hòa tan quay về. Quãng đường quay lại cũng mất gần 2 ngày. Sau khi về đến sở chỉ huy quân đoàn, anh Quế lên báo cáo với trưởng phòng trinh sát Nguyễn Văn Tức. Trưởng phòng hỏi, sao không nhặt mấy bộ quần áo đó để làm chứng? Anh Quế trả lời, anh em mang nặng mệt lắm, mà quần áo chúng hôi quá nên để lại. Trưởng phòng không nói gì thêm. Cuộc truy đuổi coi như kết thúc. Trung đoàn 866 và tiểu đoàn trinh sát có lúc tưởng như đã tóm được Pol Pot và bọn đầu sỏ Khmer Đỏ đến nơi, nhưng vẫn tóm hụt, thật tiếc. Do tiểu đoàn 1 gặp vàng dừng lại nên đến ngày 29 tháng 3, tiểu đoàn 2 được tăng cường 4 xe M113 đánh vào Phum Tức Sóc, cách Tà Xanh trên dưới 10 km về phía nam và cách biên giới Thái độ 4 km. Chúng tôi ăn cơm sớm, nai nịt gọn gàng chờ tiểu đoàn. Hai hôm nay đến bữa đều có rượu uống cùng đồ hộp của tàu sang giạp phết. Tôi không nhớ tên của loại rượu vì mác được ghi bằng chữ tượng hình, chai loại 75, thơm nức mũi nhưng uống vào nặng cháy họng. Đồ hộp của tàu đủ loại, ngoài thịt lợn, thịt bò còn có cả đậu ván, đậu cô ve và cả rau muống hộp. Loại nào quý cũng ngon so với bột canh và muối trắng. C6 từ ngoài Tà Xanh đi vào, đến chỗ bọn tôi dừng lại. Kiệm C trưởng dẫn Lưu Cương, C phó quê mãi tận Bảo Thắng, Hoàng Liên Sơn, lại chỗ tôi ngồi chơi. Lưu Cương tay bắt mặt mừng gặp lại anh Thanh vì cùng học một lớp với nhau ở trường sĩ quan chính trị Bắc Ninh, bổ sung vào trung đoàn một đợt. Cương người đen, thấp đậm, chân hơi khuỳnh. Bọn tôi ai cũng gầy gò, nhưng hắn và Lê Dũng cứ béo tròn lẳn. Gặp khách quý, chúng tôi lôi rượu cùng một mớ đồ hộp ra mời. Chai rượu hết nhanh chóng. Kiệm lôi từ ba lô hắn ra một chai nữa. Hóa ra ngoài Tà Xanh cũng có loại này. Tôi không biết uống rượu, chỉ làm được mấy ngụm đã thấy choáng váng. Thằng Kiệm cười và nói huyên thuyên, còn với anh Thanh, anh Thao và Lê Dũng, rượu chỉ là nước lã đổ hố dế. Trong khi chỉ huy ngồi bù khú thì lính hai đại đội cũng lôi các thứ ra chiều đãi nhau. Từng tốp đồng hương quây quần truyền tay nhau chai rượu, hộp thịt, vui vẻ như bãi picnic. Tiểu đoàn bộ và mấy chiếc M113 dù dù kéo đến. Anh côi hô C6 hành quân rồi đến C7. Kiệm và Cương loạng choạng đứng dậy. Anh côi thấy vậy chửi tùm. Lính có hơi men vừa đi vừa trêu chọc nhau, nhắc thế nào cũng không được. Đội hình có lúc dồn thành hàng 2, hàng 3 như đi dạo phố. Tôi cũng lâng lâng bước. Con đường và Tức Sóc uốn lượn giữa rừng khộp, lúc đó thật nên thơ, giống như bất kỳ con đường nào ở miền Trung Du Nghệ An mà chúng tôi đã từng đi qua. Có những đoạn đường ngập cát bụi, nhưng nhiều đoạn chỉ sỏi lạo xạo ở dưới chân. Gió núi xào xạc, ánh nắng vàng nhảy nhót giữa đoàn quân đi nhấp nhô. Rừng khộp mùa thay lá, những chiếc lá khô vàng rụng trải thanh thảm ở dưới gốc, dồn thành từng đống nhỏ ở những vùng đất trũng. Những cơn mưa đầu mùa làm thân khộp mềm hơn. Trên những cành khẳng khiu lộc xanh bắt đầu nhú. Đó đây các bụi cây giống như cây trúc đã lên mầm. Tầm nhìn vẫn hàng trăm mét. Bên trái không quá xa là dãy núi cao ngất ngưỡng. Dãy núi đó mấy ngày sau chúng tôi leo từ sáng quá trưa mới lên đến đỉnh. Trên đó rất nhiều cây thông cổ thụ và trúc. Không khí lạnh hơn rừng khộp mấy độ. Đến khe nhỏ, nước chảy róc rách qua kẽ đá, chảy ngang đường. Tôi dừng lại, vã một chút nước vào mặt, rồi làm luôn mấy ngụm cho bớt cơn nóng ở trong người. Nhiều người đơn vị cũng bỏ súng rửa mặt như tôi. Bỗng pình, pang, một viên B41 xé gió nổ ở trên trời sau lưng, rồi loạt đạn dài từ bên đồi bên tay phải bắn xuống. Chẳng hiểu đầu đuôi tai nheo như nào, Tôi vội cầm súng, mẹp luôn vào sau tảng đá lớn. Anh em cũng tản ra, mạnh ai nấy chỗ tìm để nấp. Giây lát, C6 đi đầu kịp phản ứng. Tiếng súng rộ lên, rồi tiếng hô xung phong ầm ĩ. Không thấy địch bắn trả, đầu đau như búa bổ. Nếu nằm thêm thì sẽ không dậy được. Tôi gắng sức đứng lên, nhìn ngược dốc, thấy lính ta lố nhố ở trên đồi. Anh Thao C trưởng lệnh cho đại đội chạy lên. Mặc kệ, tôi lững thững bước. Chưa tới đỉnh, gặp ngay thằng Kiệm đang nằm rũ rượi sau tảng đá cạnh mấy anh lính C6. Tôi dừng lại, ngỡ hắn bị trúng đạn. Hóa ra hắn ngấm rượu nôn ọe, rồi nằm luôn mặc cho lính tráng đánh nhau. Vừa lúc anh Toàn, C phó mới, chạy tới nhăn mặt càu nhàu. Trên đỉnh đồi là mấy hầm chữ U nông choẹt. Một xác cái áo đen nằm dựa đầu vào thành. Bên cạnh là chân ba càng của Khẩu Đại Liên, mà bọn địch đã kịp tháo nòng bỏ chạy. Lưng đồi mé bên kia là dãy kho mới cất, làm theo kiểu nhà sàn. Khi tôi đang đứng bên Kiệm thì hầu như cả dê đã dồn về đó. Họ lôi ra những xấp vải màu xanh màu xí lâm, hàng đống quân phục vải vinilông mỏng may kiểu ba ba giải rút màu xanh tô châu. Đây có lẽ là khu hậu cần dự trữ phía sau của căn cứ Tà Xanh. Có mấy gian chứa gạo, vải, đặc biệt là có cả hàng vạn chiếc kéo trắng cắt tóc, chẳng hiểu để làm gì. Rồi pin đèn, bông băng. Thằng Huỳnh liên lạc đưa cho tôi hai bộ quần áo giải rút và chiếc ống nhòm, còn hắn hí hửng với gói mì chính, mấy hộp sắt đựng đá lửa. Tôi nhét quần áo vào ba lô, còn ống nhòm cất vào bụi. Láo nháo một hồi lâu, anh Côi ra lệnh cho hành quân tiếp. Không biết ai đốt kho vải bốc cháy, khói đen nghi ngút. Thằng Kiệm héo như tàu lá. Thằng Cương loạng choạng bước tiếp. Tiểu đoàn đổi C5 đi trước, C6 đi cùng với M113. Đi khoảng 1 km nữa, C5 phát hiện một chiếc xe như xe đông lạnh cỡ lớn đậu ở ven đường. Phá khóa, thấy bên trong máy móc thông tin xếp thành hình chữ U, ở giữa có mấy cái ghế ngồi. Đội hình lại dồn ứ một lúc mới đi tiếp. Mấy ngày sau, quân đoàn cho biết đó là đài phát thanh của chính phủ Khmer Đỏ. Sau mấy quả đạn cối 60 của các xe bộ binh và mấy loạt 12 ly 7 của Thiết Giáp, D2 chiếm Tức Sóc một cách dễ dàng. Cũng như mọi nơi khác của đất nước Khmer, Phum Tức Sóc dù ở nơi thâm sơn cùng cốc này cũng có dừa, xoài và những ngôi nhà sàn nép mình dưới bóng cây xanh. C7 cùng với dê bộ và cụm Thiết Giáp M113 chốt ở bên bờ Nam, C5 và C6 ở bên bờ Tây của con suối chảy ở giữa Phum. Tại đây C5 lại thu tiếp một xe thông tin, có cả cần anten ở trên thùng. Cùng với xe thu được dọc đường, quân đoàn xác định đó là đài phát thanh tiếng nói của Khmer Đỏ. Hóa ra một đài phát thanh cho cả thế giới nghe chỉ có như vậy, chứ không cần những phòng bá âm, những cột anten cao ngất ngưỡng. Bắt trước lính D1, lính D2 đào bới bất kỳ chỗ nào nghi ngờ. C5 đào được một hầm có trên 300 khẩu súng các loại. Thằng Công y tá cũng đào được một hầm có mấy xúc vải trắng. Cũng lạ, cả đất nước này đều mặc màu đen, nhưng ở đây lại có vải trắng. Bên trong xúc vải là một hộp sâm cao ly 12 củ. Tôi được hắn cho một củ, không nhớ đã làm rơi mất ở đâu. Khi đi chiến dịch 4 Rô Viêng, gửi ở hậu cứ, bị ông Toàn dê phó lấy mất. Anh Thanh kiếm được một khẩu AR-15 còn mới cùng với mấy băng đạn, liền lấy dùng cả K-54 cho Văn Thư. Son nhất có lẽ là C6. Chúng đào được hai hầm, toàn mít địch đang ổ. Thằng Kiệm điện bảo tôi sang lấy về ăn. Tôi cho nuôi quân sang mang về gần chục quả. Những quả còn xanh được dùng để nấu canh. Có mấy quả chín nhưng do bị địch bứt non nên không ngọt, được nghỉ ngơi một ngày. Sang ngày thứ ba, tôi được lệnh dẫn 1B tăng cường khẩu cối 60, mang thêm PRC-25 đi lùng sục. Ý định của anh Côi dê trưởng là đi xa xa Tức Sóc, chỉ 1 đến 1,5 km về hướng Tây, Tây Bắc, rồi quay trở về. Vượt suối đi qua nơi đóng quân của C6 sang hướng Tây của Phum, vẫn là rừng khộp thưa thớt. Đi được chừng một cây số, tôi định cho anh em quay về, nhưng thằng Tường B trưởng bảo đi lên đỉnh quả đồi trước mặt xem sao. Tôi đồng ý. Đội hình đi hàng một, vừa đến chân đồi thì một loạt AK từ trên đỉnh bắn xuống, nghe tiếng nổ toang toác. Lính ta biết bọn này bắn hoảng, đạn bay cao, không chờ lệnh, mọi người nổ súng bắn trả. Tất nhiên đạn cũng lên trời. Lên đỉnh chẳng có ma nào, nhưng bên kia mái đồi là hai chiếc xe Jeep đang chạy trốn. Tôi hô đuổi theo, cả bê tăng tốc, mấy thằng cối lạch bạch chạy ở phía sau. Hai chiếc xe Jeep mỗi ngày chỉ có 2 đến 3 thằng ngồi trên, chạy ngoằn ngoèo, tránh cây tránh đạn, bắn về phía chúng tôi. Chúng tôi chạy bộ nên không kịp, có lẽ đuổi nhau cũng gần cây số. Bất ngờ cả hai chiếc xe lao phải rãnh sâu của một khe cạn, không lên được. Địch bỏ xe chạy bộ, chúng tôi cũng không đuổi nữa, phần vì mệt, phần vì sợ quá đà sang cả đất Thái Lan. Lục soát hai chiếc xe mới con, chẳng có gì ngoài mấy khẩu AK. Tôi lấy được khẩu côn 12 còn đạn và một khẩu súng ngắn bằng thép trắng bé như 2 ngón tay. Trong súng còn mấy viên đạn nhỏ xíu mà sau này bọn tôi được giải thích đó là súng ám sát. Xem xét hai chiếc xe nằm dưới khe sâu, tiến lui không được, tôi cho bắn hủy luôn. Quay lại đến một chỗ tụ thủy, lính ta phát hiện 2 hố sâu có súng địch phủ lá khô ở bên trên, có lẽ có đến cả hàng ngàn khẩu. Nhưng ngoài 2 khẩu B40, còn lại là súng trường cổ. Loại súng này tôi thường thấy trên phim truyện chiến đấu của Liên Xô thời chiến tranh thế giới thứ 2. Hình như là súng mút cơ tông thì phải. Năm sản xuất phần đa là 1914, có những khẩu còn ghi 1905. Nhìn đống súng rỉ sét, có khẩu báng gỗ đã mục. Tôi không hiểu địch giấu súng này để làm gì. Điện báo cáo về dê xong, tôi cho đơn vị rút, mang theo mấy khẩu AK B40 vừa thu được. Đi một quãng, anh Côi lệnh quay lại vác súng chiến lợi phẩm về. Vừa lúc anh Toàn dẫn một B của C6 chạy đến. Anh nói đang lùng sục, nghe súng nổ hướng này nhiều, bèn dẫn anh em đến chi viện. Tôi báo cáo sơ bộ, chỉ cho anh thấy 2 chiếc xe đang cháy ở phía xa, rồi đưa anh đến mấy hố súng. Anh bảo tôi cho mỗi thằng vác về 3 khẩu. Tôi nói lấy súng này để làm gì? Anh trợn mắt. Để đây cho địch dùng đánh tà. Trời đất ơi, súng AK chẳng ai ăn nữa, là cái loại súng bắn phát một này. Bắn xong một viên lại phải giật quy lát cho cà tút văng ra, rồi lên đạn tiếp. Mà đạn đâu có mà dùng. Cãi vậy tôi vẫn cho anh em vác về. Đến chiều dê cho vận tải sang gánh về hết, chắc là để tính thành tích thu súng. Hôm sau anh Minh dê phó lại dẫn cả xe tôi lùng sục ở hướng nam, dọc theo suối lớn. Cách Phum độ 500 mét, anh cho dừng lại triển khai đội hình. Ngồi chơi như hồi ở tân binh huấn luyện chiến thuật. A trưởng cho chúng tôi chui vào bụi rậm nằm để tránh nắng. Gần trưa anh Côi điện đến bắt anh Minh báo cáo tọa độ. Anh Minh dở bản đồ tính toán rồi đọc cho thông tin báo về. Anh Côi không tin nên bắt bắn súng B41 để nghe. Anh Minh hoảng, bảo thằng Toàn B phó mang B41 tụt xuống lòng suối bắn. Tiếng nổ B41 dưới lòng suối sâu, ngồi trên bờ nghe trầm đục như ở đâu xa lắm. Anh Côi ở nhà nghe tiếng súng nổ nhỏ, nghĩ rằng chúng tôi đã đi rất xa nên lệnh rút lui. Anh Minh nấn ná gần giờ nữa mới đủng đỉnh cho lính về. Các đơn vị tay nhau lùng sục khắp xung quanh Tức Sóc, kể cả trèo lên dãy núi cao ở phía đông nam cũng không phát hiện được gì. Chúng tôi được nghỉ ngơi nhiều hơn. Anh Lanh y tá lành vết thương trở về đơn vị, mang theo thư và mấy bao thuốc lá. Thằng Việt ở đoàn thu dung quân đoàn gửi cho tôi. Anh Hải ra Tà Xanh họp, mọi người viết thư nhờ anh mang gửi cho quân Bưu. Tôi cũng tranh thủ viết mấy lá thư cho cha mẹ và các anh chị bạn bè. Lá thư từ nơi biên giới Thái Lan Campuchia này gửi về đến Tuy Hòa đi đúng 1 tháng và vẫn còn trong tủ của hàng xóm. Giờ đây xem lại, đề ngày gửi là 12 tháng 4 năm 79. Cách lá thư gửi trước ngày vào chốt ở Samad đúng 1 năm tròn, không lệch 1 ngày. Sáng ngày 12 tháng 4 năm 79, C7 cơ động về đứng chân ở con suối phía tây Tức Sóc, cách chỗ thằng Toàn bắn B41 độ 100 mét. Con suối rộng chừng 20-30 mét, chảy từ Thái Lan về đến đây, uốn cong, một bên là núi, một bên là thung lũng nhỏ băng phẳng trồng sắn. Đoạn này có gành đá nổi ở giữa dòng, qua lại dễ dàng. Hai bên bờ dốc đứng toàn lau sậy, lính ta phải cuốc thành bậc để trèo. Đơn vị bố trí 2 trung đội ở bên kia bờ tây suối, còn trung đội thằng Hiển và xe bộ ở bờ đông, nơi có đường mòn đi về Phum. Anh Thao và Lê Dũng cùng với thông tin vô tuyến căng lán trên nền xi măng trên bờ suối. Cũng lạ, chẳng hiểu sao nơi sơn cùng thủy tận này lại có một nền nhà bằng xi măng rộng. Có lẽ đó là dấu tích của đồn biên phòng chăng? Tôi và anh Thanh chê nền xi măng nóng nên cùng thông tin hữu tuyến làm lán chui trong bụi rậm. Cách chúng tôi không xa là khẩu 60 cùng một tiểu đội bộ binh do Phúc bê phó chỉ huy, nằm sát ngay ở dãy sắn còi cọc. Nhiều ngày lùng sục, liên tục không có địch, chúng tôi chủ quan chỉ căng lán ở, không đào hố chiến đấu. Một số anh còn mắc võng nằm. Đêm ngày 13 tháng 4 năm 79, trăng lên muộn. Vào quãng gần sáng, mọi người đang ngủ gật, giật mình choàng dậy vì những loạt đạn liên hồi từ hướng A Cối. Anh Thao bảo tôi cùng thằng Huỳnh liên lạc đến đó nắm tình hình. Đến nơi, thằng Hùng trung liên báo cáo đang gác, nghe loạt soạt tiếng đào sắn, liền quét mấy loạt. Anh em cũng cùng dậy bắn theo. Trăng mùa khô sáng vằng vặc như ban ngày, soi rõ từng bụi cây ngọn cỏ. Một số anh lùng sục vào vườn sắn kiểm tra. Nơi địch đào sắn chỉ cách A Cối độ vài chục mét. Chúng bỏ chạy, để lại mấy tay nải đựng tư trang và khẩu cạc pin. Có lẽ bọn này từ Thái về, đang tìm cách vào nội địa kiếm ăn và không biết có quân ta ở đây. Cầm khẩu cạc pin quay về, đang trao đổi với các anh trong ban chỉ huy thì tiếng súng rộ lên ở phía bên kia suối, rồi im bặt. Tôi và anh Thanh, chính trị viên, xách súng ra, đứng ở bên bờ suối nhìn sang. Anh Thao cho cối bắn sang dải rừng bên bờ tây. Dưới ánh trăng, thấy mép suối bên kia lính ta đang lội từ thượng nguồn xuống. Thấy vậy, cả ban chỉ huy và một số chiến sĩ của B9 bên bờ đông cũng tụt xuống lòng suối. Có tiếng trẻ con khóc toáng ở hòn đá giữa dòng. Một bên bờ đông lao ra. Tôi vừa nhận ra là Hiển B trưởng B9 thì cũng vừa lúc một loạt đạn căng ở bờ bên kia bắn sang. Hiển trúng đạn ngã gục xuống mép nước. Tôi và 2-3 anh nữa lao đến xốc Hiển lôi vào sau hốc đá băng bó. Bên mép suối ở phía tây, người đi đầu phát hiện ra vị trí của địch đã lao lên. Khi gần tới đám lau ở bên bờ, một loạt đạn trong đó bắn ra. Anh đổ sập xuống, những người đi phía sau chạy lùi lại. Bên này anh Thanh giật khẩu B40 của thằng Phúc định bắn thì bị anh Thao ngăn lại và nói: "Đưa người ra rồi hãy bắn." Chỗ địch đang trốn là cụm lau sậy rộng trên độ chục mét, mọc từ mép nước kéo ở trên đất bằng bên kia đối diện với chúng tôi. Ở giữa là gành đá bộ đội ta thường qua lại. Chúng tôi đồng loạt nhằm vào ngọn lau, nổ súng kiềm chế địch. Cùng lúc, một chiến sĩ phóng mình qua gành, xốc tử sĩ ở trên vai chạy về. Sự việc chỉ trong chớp mắt, khi tử sĩ đặt xuống bên cạnh tôi chết, sững người khi thấy đó là Lý A trưởng. Lý là con trai của một bí thư đảng ủy xã ở huyện Can Lộc, Nghệ Tĩnh, nhập ngũ tháng 11 năm 78, mới ở dê bộ bổ sung xuống khi thằng Tự liên lạc sau trận bắn 53 khiếp quá, xin xuống bộ binh. Chúng tôi đưa Lý lên thay mới, qua mấy trận Lý lại nằng nặc xin xuống bộ binh. Tôi và anh Thanh động viên mãi, hắn không nghe, đành phải đưa xuống làm tiểu đội trưởng. Được mấy hôm và lấy thằng Thịnh quê ở Đan Phượng thay. Đưa được tử sĩ ra, chúng tôi nằm vào bụi lau xả đạn. Anh Thanh bắn liên tiếp vào đó 4 quả B40. Chờ một lúc khói tan, thấy đám lau tan tành, chúng tôi rút về. Lúc này trời cũng hừng đông, vận tải dê xuống đưa Hiển và Lý đi. Lý bị loạt AR-15 găm trúng ngực, còn Hiển bị 2 phát xuyên ngang hông. Trước khi được cáng đi, Hiển nắm tay tôi thều thào hỏi: "Có ai bị nữa không?" Tôi gạt nước mắt trả lời: "Không có ai cả, mày cứ yên tâm đi điều trị." Hiển được về viện 175 ở thành phố Hồ Chí Minh mấy tháng thì cũng hy sinh. Thế là kể từ tháng 11 năm 77, thành lập đại đội ở xã An Tức, huyện Bảy Núi, An Giang, quân số gần 70 người. Đến giờ chỉ còn lại 6. Tôi, thằng Toàn bê phó, thằng Khiêu quản lý, Lâm, Thu nuôi quân và Đinh Nam Sơn coi hậu cứ. Hiển là người cuối cùng ra đi và cũng là liệt sĩ cuối cùng của tiểu đoàn ở chiến trường ca. Hiển quê ở Sơn Trường, Hương Sơn, Nghệ Tĩnh, nhập ngũ tháng 8 năm 76, đã cùng chúng tôi làm gạch ở Hưng Nguyên. Khi vào Nam trồng lúa, ở cùng tiểu đội với tôi, đã cùng tôi ăn rau muống dại suýt chết ở chân đồi Tức Dục, An Giang. Đã cùng tôi chia sẻ miếng thịt chuột sống khi bị vây ở Sa Mát. Và đã cùng tôi vui vẻ cười sau những trận thắng giòn giã ở Mi Mốt. Trời sáng rõ, tôi và anh Thanh xuống kiểm tra bãi lau. Có đến 5 xác lính Pol Pot nằm co quắp đủ kiểu. Có một thằng bị đuôi quả B40 trẻ đôi sọ chết ngồi. Chúng chỉ mới khoảng 12-13 tuổi, mặc đồ đen. Hai thằng đang cầm AR-15, nhìn chúng tôi ngơ ngác. Tôi hô: "Tùng lép Camperlong, chô lốc đây lớn." Chúng ngoan ngoãn thả súng, giơ tay đi theo. Thấy một thằng bị thương ở chân, máu đang rỉ. Tôi gọi lân y tá xuống băng đoạn suối ở phía thượng nguồn. Cũng có một xác miên, nó bị anh em B7 bắn chết khi đêm. Sau khi hiển trúng đạn thì anh em ở trung đội 8 lần theo tiếng khóc đã đưa được em bé vào bờ. Em chỉ mới độ 4 tuổi. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ tóc em buộc nơ, mặc váy đầm màu trắng, có những nụ hoa đỏ lấm tấm khác hẳn màu đen trên con người Campuchia khi đó. Có lẽ em là một con nhân vật cao cấp của Khmer Đỏ nên mới được ưu tiên như vậy. Nuôi em và hai thằng oắt một ngày, chúng tôi đưa về tiểu đoàn. Nghe nói em bé được giao cho bà Sophie nuôi. Bây giờ nếu em còn sống cũng đã hơn 40 tuổi. Không biết em có nhớ tới đêm hãi hùng được bộ đội Việt Nam cứu ngày xưa không? Sau đêm hôm đó, anh em tự động xuất kích để rồi phải trả cái giá quá đắt. Không khí trong đơn vị trầm hẳn. Phúc Toác, bê phó, được giao thay anh Hiển phụ trách trung đội 9. 2 ngày sau khi tiểu đoàn lui ra gần Tà Xanh, mùa mưa lại tới. Bầu trời luôn đen kịt, nước trút xuống không dứt. Các khe cạn mới ngày nào còn là nơi chứa lá khộp rụng, giờ đã trở thành những dòng suối đục ngầu. Bộ đội sốt rét la liệt. Hàng ngày cả đại đội chỉ gom được trên dưới 10 người khỏe mạnh để Lê Dũng chỉ huy đi lùng sục. Tôi vốn đều đặn uống thuốc phòng 3 vẫn bị quật. Những cơn sốt chỉ 39 độ với người khác chẳng nhăm nhò gì, nhưng với sức của tôi là kinh khủng. Mỗi khi nó ập đến làm cơ thể bên ngoài nóng hầm hập, bên trong lạnh rét run người, rung cả võng, lưng đau cứng, miệng thì đắng ngắt. Hai bên thái dương như có ai cắm cái kìm khổng lồ bóp chặt. Có lúc không chịu nổi phải nôn ra mật xanh mật vàng, rồi phải uống hàng vốc ký ninh mới đỡ. Có những anh sốt nặng quá, y tá phải liều đè mông ra tiêm mới ổn. Sốt rét ở rừng Lào không có nghĩa lý gì với sốt rét ở vùng biên giới Thái Lan, Campuchia. Địch bắt đầu hoạt động trở lại. Có lần trinh sát chúng liều lĩnh đội mũ cối, chùm áo mưa, mang AK, ngang nhiên đi lại giữa lòng Tà Xanh. Bị lính ta phát hiện rồi bỏ chạy. Bên C6 lùng sục phát hiện khoảng một trung đội nam nữ địch đang làm lán trại ngay rìa Tà Xanh, bao vây nổ súng, diệt một số, thu vũ khí. Sono là nơi D2 chiếm khi vào Tà Xanh cũng bị chúng lấy lại. Trung đoàn 977 chật vật truy quét. Xe của trung đoàn 866 từ Tà Xanh ra đã mấy lần bị dính mìn ở đây. Sau gần một tháng truy quét, sư 10, sư 31 và sư 309 phối thuộc đã giải phóng hơn 7 vạn dân trên một dải đất biên giới Thái Lan, Campuchia, dài hơn 150 km, thu rất nhiều vũ khí và phương tiện chiến tranh. Chiến thắng Tà Xanh, Tức Sóc và Sam Lốt có ý nghĩa to lớn về mặt quân sự và chính trị, là bước ngoặt quan trọng của cách mạng Campuchia. Để rồi sau này, mỗi khi nói đến quá trình chiến đấu với Khmer Đỏ, ông Hun Sen luôn nhắc đến chiến thắng Tà Xanh. Ghi nhận thành tích này, Trung đoàn 866 được nhận cờ thi đua quyết thắng luân lưu của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng. Từ đây, sư 31 với tên cúng cơm là đoàn Lam Hồng được đổi tên thành đoàn Tà Xanh. Ngày 22 tháng 4 năm 1979, chúng tôi rút ra Tà Xanh rồi lên ô tô hành quân về thành phố Bat Tam Bang, rẽ đường 5 xuôi hướng đông nam đi Pok Sat. Đường 5 song song với đường sắt chạy ven biển Hồ, đang được nhiều đơn vị của quân khu 9, quân đoàn 4 chốt giữ nên khá an toàn. Thị xã Pok Sat hoang tàn sau những trận đánh giành giật giữa sư 330 quân khu 9 và bọn Khmer Đỏ. Đã lác đác có dân quay trở về. Qua cầu sắt vài cây số, xe rẽ phải theo con lộ đất, chạy thêm độ trên dưới 10 km nữa. Chúng tôi được đổ xuống gần Phum Tha Nam. Vùng này trung đoàn 922 và trung đoàn 977 đang tác chiến. Cả tiểu đoàn đóng dọc con suối rộng. Ở đây chúng tôi bị rơi vào biển ruồi. Hình như ruồi ở khắp mọi nơi trên thế gian vào thời điểm này đã tập trung về Pốc Sát. Ruồi đậu đen đặc bãi cỏ, mái nhà, cây cối. Chỉ có nước là nơi duy nhất không có ruồi. Mỗi khi đi đâu, ruồi bay theo từng đám như ong vỡ tổ. Nếu đứng lại, chúng sẽ đậu khắp người và bạn trở thành một hình nộm làm bằng ruồi. Nói chuyện với nhau, mọi người phải che miệng, vì nếu há mồm ra, thể nào cũng có vài con chui lọt vào trong. Muốn yên ổn, chúng tôi phải chui vào màn để ăn cơm, uống nước, nói chuyện. Có lẽ những xác chết của người, động vật trên chiến địa không được xử lý đã sinh sản ra một đặc sản kỳ dị khủng khiếp, mà cho đến tận bây giờ, những ai là lính trên chiến trường ca giai đoạn đó không thể nào quên. Phu Sát là một tỉnh nằm ở bên biển hồ, giáp biên giới với Thái Lan, có dãy Uran hiểm trở và thung lũng Karavanh kéo dài từ tỉnh Bát Tam Bang đi xuống. Khi chúng tôi đang đánh địch ở Tà Xanh, thì các đơn vị của quân đoàn 4, quân khu 7 tập trung đánh chiếm căn cứ Âm Leng. Bị mất Âm Leng, địch dồn về Lech. Lech là một thị trấn nằm trên đường 56, cách thị xã Pok Sát khoảng 30 km về hướng đông nam, cách biên giới Thái Lan khoảng 80 km. Trước ngày 7 tháng 1, Lech được Khmer Đỏ sử dụng làm căn cứ tiếp liệu. Sau khi Phnom Penh thất thủ, Khmer Đỏ dự định sẽ biến Lech thành một căn cứ để phản công. Phần lớn lực lượng còn lại được tập trung tại đây. Tuy quân số gồm nhiều sư đoàn 104, 210, 260, 264, 460 và 502. Nhưng trên thực tế, mỗi sư đoàn chỉ còn trên dưới 1.000 lực lượng phòng thủ. Cũng có pháo 105 ly và xe thiết giáp. Tấn công Lech, ta đã sử dụng một lực lượng lớn tấn công cả 4 hướng. Hướng thứ nhất do sư đoàn 341 thay thế sư đoàn 330 đã bị hao hụt quân số quá nhiều khi giải tỏa quốc lộ 5, đánh chiếm thị xã Pok Sát, để từ đó đánh thẳng vào mặt bắc của Lech. Hướng thứ hai do sư đoàn 9 từ căn cứ Âm Leng mới chiếm được, đánh vào phía đông. Hướng thứ ba do quân khu 9 phụ trách, được tàu đổ bộ trở đến Cô Công, rồi từ đó tấn công mặt nam. Hướng thứ tư do sư đoàn 31, quân đoàn 3 từ biên giới Thái Lan theo tỉnh lộ 56 đánh ngược về mặt tây của Lech. Bước vào chiến dịch, quân đoàn 3 dùng trung đoàn 24, sư đoàn 10 chốt chặn chiến dịch ở phía tây Pramoi. Trung đoàn 66 đánh chiếm Sapieng. Tiểu đoàn 9 đặc công, bộ tăng cường đánh chiếm Senai Para. Trung đoàn 977, sư 31 tiến công đánh Lech. Sử dụng trung đoàn 28, sư đoàn 10 đánh bọc đường biên giới từ Tà Xanh xuống, và trung đoàn 866, sư 31 được tăng cường 1 xe xe tăng, 1 xe pháo binh và 1 xe pháo cao xạ, 30 ô tô chở quân, và được không quân ném bom chi viện, thực hành đánh địch trong hành tiến bằng cơ giới đồng bộ, thọc sâu tiến công đánh chiếm mục tiêu then chốt là căn cứ của bộ tổng tham mưu địch ở Rô Viêng, cách Lech khoảng 30 km về phía tây, cách biên giới Thái Lan độ 50 km. Để tham gia chiến dịch, đại đội 7 được bổ sung 2 chuẩn úy trung đội trưởng mới học trường quân chính về. Mọi khóa đào tạo trung đội trưởng đều học 6 tháng, riêng khóa này chỉ mới 3 tháng đã tốt nghiệp để bổ sung cho chiến trường. Chúng tôi vẫn thường gọi đợt cán bộ này là chuẩn úy giơ tay, vì trong buổi lễ tốt nghiệp, khi hiệu trưởng đọc quyết định thăng quân hàm chuẩn úy cho học viên đào tạo trung đội trưởng xong, ông hỏi lại: "Còn sót tên đồng chí nào không? Nếu sót thì giơ tay." May mà ông hỏi lại, vì không hiểu cơ quan cán bộ đánh máy thế nào mà lại bỏ sót mấy người. Khi những người bị sót giơ tay thì hiệu trưởng hỏi tên và đọc bổ sung quyết định thăng quân hàm luôn. Một quyết định nhanh chóng, vượt thẩm quyền, hợp lý, ai cũng vui vẻ chấp hành. Cả 2 trung đội trưởng mới này đều thuộc sư 320 đi học. Đặng Hồ Bắc quê ở Hà Bắc là A trưởng trinh sát, đào tạo B trưởng trinh sát khi giao làm trung đội trưởng trung đội 9 thay cho Phúc Toác, đã chối đây đẩy với lý do là không học bộ binh, làm anh Thanh phải nói. Thằng Lê Dũng là A trinh sát vẫn làm được C phó, huống hồ Bắc học B trưởng trinh sát lại không làm được B trưởng bộ binh. Nhùng nhằng mãi, cuối cùng Bắc vẫn nhận nhiệm vụ. Còn Trương Bất quê ở Hà Nam Ninh là A trưởng cối 60, đi học B trưởng cối 82, được giao thay thằng Lan làm B trưởng B7 thì kiên định không nhận chức. Anh Thanh giải thích và động viên không được, đành gọi điện báo lên tiểu đoàn. Anh Hải nói là từ trên tiểu đoàn hắn đã chối không nhận nhiệm vụ xuống C7. Bây giờ C7 phải kiên quyết, bắt hắn nhận bằng được. Anh Thanh rồi Thao hết ngọt nhạt đến dọa kỷ luật, bất vẫn trả lời sẵn sàng bị tước quân hàm chứ không về đơn vị bộ binh. Thậm chí hắn không chịu nhận súng. Anh Thanh hỏi tôi, bây giờ giải quyết thế nào? Tôi nói, trước đây có mấy anh vin vào đau ốm không nhận nhiệm vụ đi chiến dịch. Đến khi đơn vị hành quân không dám ở lại một mình, phải chạy theo đội hình, rồi cũng tham gia chiến đấu cả. Này cứ giao cho Bất đi với B7. Nó không nhận súng thì kệ, kiểu gì trước sau nó cũng phải chịu. Anh Thanh nghe theo, giao cho Bất ăn ngủ ở B7. Tuy vậy mỗi khi hội ý, chúng tôi vẫn cho liên lạc gọi Bất, nhưng hắn vẫn không đi. Mọi việc vẫn do tay thằng Lan làm. Mờ sáng ngày 29 tháng 4 năm 1979, chúng tôi hành quân đến một cánh rừng. Ở đó đã có xe tăng thiết giáp và ô tô chờ sẵn. Hai bên thành mỗi xe tăng đều buộc những khúc gỗ to để cho bộ binh dễ ngồi và giảm uy lực của đạn xuyên phá. Theo kế hoạch, D2 cùng với C2 của D1 sẽ bằng cơ giới đồng bộ tiến hành thọc sâu. D3 luồn sâu vu hồi theo đường khác. D1 thiếu C2 hành quân bộ theo sau đội hình cơ giới. C5 đi đầu có 2 xe tăng, 1 ô tô. Tiếp đến là C7. Sau tiểu đoàn 2 là chỉ huy trung đoàn và sư trưởng T, rồi đến các đơn vị phối thuộc. C2 đi chặn hậu, có đến 6 đến 70 xe pháo các loại kéo dài hàng cây số. Các xe đều cắm cờ đỏ, bên tay phải làm tín hiệu nhận biết nhau. C7 đi trên 2 xe GMC, anh Thao xe trưởng và Lê Dũng đi xe đầu. Anh Thanh và tôi đi xe thứ 2. Trung đội thằng Lan, Cối phục vụ. Quân số đại đội lúc này độ khoảng trên dưới 50 người, nên lính ngồi trên thùng xe khá thoải mái, lên xuống rất dễ dàng. Tôi ngồi ở cabin cùng một ôm truyền đơn chữ Miên có nội dung kêu gọi lính Khmer Đỏ buông súng, kêu gọi nhân dân trở về phung cũ sinh sống để giải tuyên truyền. Khoảng 8 giờ, đoàn xe nổ máy đi theo đường xe bò xuyên rừng hướng Tây Nam. Mùa mưa rừng khộp đã xanh trở lại. Đường hẹp lắm đoạn có bùn lầy. Nhiều lúc xe tăng đi đầu phải quay ngược pháo, ủi cây mở đường. Tốc độ hành quân khá chậm, thỉnh thoảng gặp những toán địch nhỏ lẻ. Chỉ cần mấy loạt 12 ly 7 và phát pháo là chúng quăng súng chạy dạt ra. Hiếm hoi lắm mới có thằng nổ súng bắn trả. Có lẽ địch không thể tưởng tượng nổi trong rừng sâu lại gặp cả một đoàn quân đối phương hùng mạnh đến thế. Mỗi lần bị địch bắn trả, bộ binh ta nhảy xuống dàn đội hình chiến đấu bắn đuổi, thu súng rồi nhanh chóng lên xe tiếp tục hành quân. Và tôi lại lấy một ít truyền đơn tung ra bên đường để bọn tàn quân nhặt được. Mặc dù cũng trong buổi sáng đã có một chiếc trực thăng vè vè thả truyền đơn khắp rừng. Lần đầu gặp địch, chuẩn úy Bất nhảy xuống run cầm cập, nấp sau bánh xe. Mấy lần sau lính ta rời xe truy kích địch, một mình Bất tay không ở lại nấp cùng lái xe. Cũng tay không nên càng hoảng. Sau vài lần đơn vị gặp địch, thấy mọi người đều bình thản xung trận, mỗi khi lên xe lại nói cười ầm ĩ, nên Bất dần lấy lại tinh thần, chủ động tìm anh Thanh xin nhận súng. Quân khí đưa cho hắn khẩu AK chiến lợi phẩm mới toanh. Và sau khi chiếm Rô Viêng thì Bất chính thức nhận chức B trưởng B7 thay thằng Lan. Ra Bắc Thái quãng năm 81, Bất được phục viên. Tầm 10 giờ, đoàn quân cắt ngang ra đường 56. Con đường đất tương đối rộng êm, các bác tài cứ thế nhả ga. Trên lộ thỉnh thoảng lại gặp từng đoàn dân ca đi ngược chiều, xen lẫn trong dân là lính địch cầm súng thẫn thờ nhìn đoàn xe mà không dám bắn. Những lúc như vậy, lính ta nhảy xuống lấy súng tung truyền đơn rồi đi. Dọc đường rải rác có những chiếc ô tô còn mới địch bỏ lại, cùng những xác chết trương phành rồi muỗi bu đầy. Qua những đoạn đường cong, nhìn đoàn xe pháo ầm ầm lăn bánh, tôi lại liên tưởng đến những cánh quân tiến vào giải phóng Sài Gòn năm nào. Chiến tranh chắc là đã gần kết thúc. Gần trưa, tiểu đoàn điện thông báo trung đoàn 977 đã chiếm được thị trấn Lếch. Sư 9 quân đoàn 4 cũng đã chiếm được ở phía nam Lếch. Lúc này Lếch đã ở sau lưng chúng tôi độ trên 10 cây số. Khi chạy qua tới quãng đường trước mặt, có mấy ngọn núi cao, bên phải là rừng thưa, bên trái là bãi trống rộng, cách chừng vài trăm mét có một con đê to mới đắp, cỏ chưa kịp mọc. Đang say sưa ngắm cảnh, tôi bỗng thấy trên bờ đê một đụn khói bốc lên và tích tắc quả đạn nổ bên trái cách chiếc tăng đi thứ hai vài mét. Liền ngay là hai quả nổ liên tiếp gần chiếc xe tăng đi đầu. Cũng trong tích tắc, hai xe tăng xoay pháo bắn luôn. Gần như cùng lúc bộ binh đã nhảy ra khỏi xe, kẻ kê súng lên lốp xe, người nằm giữa đường hướng súng về bờ đê bắn trả các xe tăng. M113 cứ một chiếc tiến, một chiếc lùi, song song đổi chỗ cho nhau, dồn hết các loại hỏa lực về phía địch. Cối của các đơn vị không kịp xuống đất, được giá luôn trên thùng xe, kịp thời nhả đạn. Thế ta đã áp đảo hoàn toàn. Cả tiểu đoàn đồng loạt xung phong để chiếm bờ đê, nhìn cứ như trong phim giải phóng của Liên Xô. Bất ngờ trên đê xuất hiện một người mặc quân phục lính ta, cầm một chiếc mũ cối quay tít, hàng trăm họng súng chĩa vào đó nhả đạn, mà anh vẫn đứng quay mũ. Tự nhiên súng im bặt. Trên đê xuất hiện thêm một, hai, rồi rất nhiều bộ đội ta chạy xuống. Hai cánh quân gặp nhau, ùa vào nhau nhận đồng hương anh em. Khiêu, quản lý gặp cậu ruột đi bộ đội từ năm 72, đồng hương huyện, xã, quầy lấy nhau hỏi han chuyện trò. Nhiều nhất vẫn là Nghệ Tĩnh. Người cầm mũ vẫy báo hiệu là một C phó, cũng cùng huyện với tôi. Thật kỳ diệu, anh không hề ấn gì, chỉ cái mũ là thủng lỗ chỗ. Địch chặn đánh chúng tôi là một dê của sư 341 đang trên đường vu hồi đánh lếch. Tiểu đoàn trưởng người Hương Sơn, Nghệ Tĩnh cho biết, thấy đoàn xe tăng pháo nhiều, lại không có cờ, nghĩ là của địch đang tháo chạy. Tương quan lực lượng thua kém, biết nếu chặn đánh thì sẽ bị thiệt hại nặng, nhưng hy vọng trung đoàn đang đi sau 3 km sẽ lên ứng cứu kịp. Đến khi bắn 3 quả B41 không trúng xe, bị phản ứng nhanh và quyết liệt, anh nghĩ chỉ có quân ta mới thế. May là dê anh mới chỉ bị thương có mấy người. Đến lúc này tôi mới để ý, hầu như tất cả các xe không còn cờ hiệu vì chui ở trong rừng vướng cây. Vui được gặp quân đoàn bạn, cảm phục lòng dũng cảm của các anh, mừng vì bạn không có ai bị hy sinh và bắn kém nên tăng ta an toàn. Chúng tôi dừng lại chuyện trò nghỉ ngơi độ nửa tiếng, rồi lại lên xe nhằm Rô Viêng thẳng tiến. Ăn cơm trưa xong, đã khoảng 1 giờ chiều, đoàn xe tăng tốc như muốn bù lại thời gian đã mất. Có lần địch từ trong rừng bắn ra, mặc kệ, chỉ có pháo trên xe tăng bắn trả một vài quả để dọa, còn xe vẫn chạy. C6 đi cuối tiểu đoàn gồm một Diên Khơ, 2 M113 đụng độ với quân đoàn 4. Xong khi lên xe, một chiến sĩ quên khóa an toàn khẩu B41, không may chạm cò súng. Viên đạn nổ bay lên trời, lửa phụt làm thủng sàn xe, lỗ to bằng miệng thúng, và một người bị bỏng. Dọc đường, một quả M79 của địch nổ trúng cánh cửa, lái xe bị thương, máu chảy đầy mặt. Lưu Trương biết lái xe tập tọe, liền cầm lái chạy thêm cả chục km, cho đến khi đội hình gặp địch thì dừng. Phía trước đánh địch, phía sau lái xe của vận tải mới thay cương. Đến Phum Cờ Rông, bộ binh xuống xe, C5 và tăng nổ súng tấn công. Chỉ sau mấy phút, địch phòng thủ ở đây đã tàn rã. Chúng lẫn vào dân, đi ngược chiều về quê. Có một thằng mang AK bắn gập, bị lính C7 chặn lại, tước súng thả cho đi. Nhưng mấy người dân chỉ trỏ, bảo là AK Pol Pot, rồi lao tới đấm đá. Đang lúng túng, nửa muốn bắt, nửa muốn thả, thì may có mấy trinh sát E đi đến. Tôi bảo họ nên bắt thằng này để khai thác tin. Trinh sát trói và dẫn đi, đỡ được một việc. Cờ Rông là một phum lớn có rất nhiều nhà sàn khang trang ở trong một thung lũng rộng. Địch ở đây đã tan. Chúng tôi tiếp tục lên xe xuyên qua 2-3 phum nữa, rồi rẽ trái. Giữa thùng xe tôi ngồi, súng chiến lợi phẩm đã chất thành đống. Lệnh của tiểu đoàn C5 và C7 không thu súng nữa vì mất thời gian lại nặng xe, để tập trung vào nhiệm vụ đột kích mở đường. Xe chạy thêm vài km nữa, đường bắt đầu hẹp dần, cuối cùng chỉ còn là vệt đất đỏ, cỏ mọc hai bên đường mòn, song song do bánh xe tạo nên đã lâu. Rừng ở đây thưa, mọc trên những đường bình độ thấp, uốn lượn như địa hình cao nguyên. Có những đoạn đi theo góc phương vị, tăng phải quay pháo ra phía sau, ủi cây ngã rạp thành đường mới. Buổi chiều tà, chúng tôi đến một ngã ba. C5 và xe anh Thao đã rẽ tay phải, nhưng có lệnh dừng. Xe tôi trở thành đỗ đầu đội hình, phía sau mấy chiếc M113 cán cây trở tới. Sư đoàn trưởng T cùng trung đoàn trưởng Điếm và các sĩ quan tham mưu xuống xe, trải bản đồ xuống đường. Tôi cũng mở cửa cabin, nhảy xuống vặn người cho đỡ mỏi, định tìm chỗ giải quyết nỗi buồn. Vừa lúc đó anh Cô đi tới, bảo cho một trung đội ra phía trước cảnh giới để các thủ trưởng làm việc. Tôi gọi thằng Huỳnh liên lạc và trung đội thằng Lan xuống. Đi lên phía trước độ 100 mét, ở đó có một đường mòn nhỏ bố trí đội hình thành 3 tổ cảnh giới ở 3 hướng. Hướng chính là đường mòn, có 2 tổ ở hai bên. Chỉ vị trí giao nhiệm vụ cho từng tổ xong. Tuy không có ai, nhưng theo bản năng, cả tôi và Huỳnh đều đứng trên đường mòn, quay mặt vào bụi, mồm vẫn ngậm điếu thuốc dê và đứng giải quyết. Đang chú ý nhìn dòng nước vàng khè tuôn xuống. Linh tính mách bảo tôi ngẩng lên nhìn. Trời ơi, cách tôi chưa đến 30 mét, có 3 thằng Miên khoác súng trên vai xuất hiện như chui từ dưới đất lên. Và chúng cũng bất ngờ thấy tôi nên đứng lại há hốc mồm. Nhanh tay, tôi xoay khẩu bắn gấp đang khá an toàn, chĩa vào chúng rồi hô: "Lấc đây lên!" Cả 3 thằng ngoan ngoãn giơ tay lên trời. Lúc này tôi mới kịp mở chốt an toàn khẩu súng. Thằng đi đầu chắc thấy tôi có cả súng trên lẫn súng dưới không nghiêm chỉnh, nên hạ tay cúi người tháo khẩu K63 lên định bắn. Tôi bóp cò, loạt đạn làm nó nghiêng người hẳn chúi xuống đất, rồi chồm dậy chạy. Phía sau thằng Huỳnh cũng nổ súng, xả đạn liên tiếp, nhưng địch vẫn chạy. Tôi và Huỳnh xông lên đuổi theo. Mới đuổi được mấy bước thì 2 tiểu đội cảnh giới đồng loạt bắn. Trong chiều nhập nhoạng, những viên đạn dẫn đường loang loáng hai bên sườn, phạt tung cây cỏ, làm tôi sợ nên dừng lại. Thế là cả 3 thằng địch đều chạy thoát. Đây là lần thứ 3 tôi bắn địch ở cự ly gần, nhưng chẳng diệt được thằng nào. Anh em ngừng bắn, cùng tôi đi lên kiểm tra hiện trường. Chỉ thấy 2 đôi dép cao su thô kệch làm bằng lốp xe ô tô, cùng với một vệt máu rơi trên đường chúng chạy. Hóa ra nơi địch xuất hiện là chỗ ngoặt của đường mòn dưới dốc đi lên mà lúc nãy tôi không để ý, nên khi chúng đi đến đó, hai bên mới phát hiện ra nhau. Chẳng hiểu lính cảnh giới thế nào mà tôi hô to rồi bắn như vậy mà không kịp thời hỗ trợ. Lúc này tôi mới nhớ đến việc chỉnh đốn cúc quần. Hú vía, để anh em tiếp tục cảnh giới, tôi quay lại đoàn xe. Lính ta đã nhảy xuống xe, dạt đâu sang hai bên để sẵn sàng chiến đấu. Chỉ còn các thủ trưởng vẫn đang cãi nhau trên tấm bản đồ. Anh Côi hỏi tôi chuyện gì mà nổ súng nhiều vậy. Tôi kể diễn biến cho anh nghe, vừa nói vừa nghiêng người che ống quần bị ướt. 3 thằng địch thoát mũi súng của tôi, nhưng hôm sau đang lang thang ở trong rừng, chúng bị G1 bắt lại. Trong đó có một thằng bị thương gãy tay, có lẽ nó trúng loạt đạn đầu của tôi. Cuối năm 1979, khi ra Bắc huấn luyện, bổ sung bài 5 bắn găm bắn gần với mục tiêu bia số 7 cách 15 mét, chỉ cần rách áo ăn tiền. Nhiều người vẫn bắn trượt, bắn ứng dụng không hề dễ. Xác định được tọa độ đang đứng của đoàn xe sẽ phải tiếp tục chạy. Trời tối hẳn, gặp một con suối sâu, có chiếc cầu sắt hẹp đã bị phá. Từ đây đến Rô Viêng chưa đầy 2 km, đơn vị dừng lại nghỉ ngơi. C7 rời xe lui vào trong rừng. Nuôi quân triển khai nấu cơm nóng. Ăn xong mấy anh em bàn tán chuyện tôi bắn địch khi chiều, và cả chuyện hình như cắt góc phương vị sai nên cả trung đoàn đã đi lạc đường gần 30 km. Rồi tất cả lăn ra ngủ, mặc cho tiếng ầm ĩ từ Rô Viêng vọng tới, mặc cho tiếng mìn chối tai do công binh làm đường vượt suối cho xe tăng. Đến nửa đêm có điện, tiểu đoàn gọi Lê Dũng đưa một tiểu đội cùng đi trinh sát mục tiêu. Dũng đi rồi chúng tôi ngủ chập chờn. Tiếng máy xe địch gầm rú càng rõ. Đến gần sáng hắn về. Đơn vị dậy chuẩn bị cho trận đánh. Mờ sáng ngày 30 tháng 4 năm 1979, tiểu đoàn tiền nhập vào vị trí xuất phát xung phong. C7 là mũi chủ yếu, được tăng cường một khẩu 12 ly 7 và một khẩu DKZ 57. Có nhiệm vụ chia làm 2 cánh cùng xe tăng thiết giáp theo đường 56. C5 đảm nhiệm mũi thứ yếu bên tay phải của C7, C6 dự bị. Đội hình được bố trí ngoài bìa rừng, từ đó vượt qua mấy vạt nương, có những hàng rào bằng tre là đến phum. Trong màn sương, phum lặng như tờ, không hề có tiếng chó sủa lợn kêu như những nơi khác. Trời đã sáng rõ, Theo phương án được phổ biến từ ngoài Tha Nam, khi đánh Rô Viêng, chúng tôi sẽ được không quân và xe tăng chi viện. Nhưng đến giờ G vẫn không thấy không quân xuất hiện, thậm chí pháo lớn cũng không bắn. Chỉ có cối tiểu đoàn lạch cạch mấy quả, rồi khẩu 12 ly 7 đi cùng bắn mấy loạt ngắn. Bộ binh nổ súng ở phía sau xe tăng, ta mới bắt đầu gầm rú. Địch chỉ bắn trả mấy loạt 12 ly 7 rồi im bặt, chúng tôi tiến vào trong phum. Dọc hai bên đường và trong các vườn ở giữa phum là những căn lều tạm dựng san sát. Phần lớn mái lều đã bị dỡ, chỉ còn lại những chiếc cọc bằng cây chỏng trơ. Những lều còn cái gọi là mái thì chúng chỉ là những tấm ni lông, bao tải rách phất phơ. Trên bãi đất rộng, xe pháo địch bỏ lại ngổn ngang. Có mấy khẩu pháo phòng không cỡ 100mm, càng vẫn còn móc nguyên vào xe xích, nòng chĩa tứ tung. C7 ở lại phum cùng chỉ huy dê, C6, C5 tiến lên phía bắc, thu thêm gần chục khẩu 130mm. Sau đó C5 bắt liên lạc với D3, nhưng lại suýt đánh nhau với lực lượng đặc công của quân đoàn. Tầm hơn 7 giờ, sương mù đã tan hết. Chỉ huy E cùng xe tăng thiết giáp cũng đã vào đến Rô Viêng. Lính C7 sau một hồi lùng sục thu thêm được ít súng bộ binh, rồi triển khai đội hình chốt giữ. Tôi đang ngồi trên mâm khẩu pháo 37 cùng anh Thanh tán gẫu, thì trên bầu trời xuất hiện 3 chiếc máy bay phản lực. Chúng bay một vòng trên phum rồi lần lượt bổ nhào, thấp đến nỗi thấy cả buồng lái. Biết là máy bay ta, nhưng nhỡ ra mấy ông không quân theo hợp đồng cứ thả bom thì nguy, nên hầu như ai cũng lấy mũ ra vẫy. May thay máy bay chỉ bổ nhào dọa chứ không làm gì. Lúc này cánh thông tin đã kịp chuyển sang tần số điều không gọi lên nhặng xị. Có đến cả chục máy từ đại đội đến trung đoàn, gọi không biết phi công nào nghe máy, trả lời máy nào. Hàng chục phát pháo hiệu xanh đỏ được chỉ huy các cấp bắn lên liên tục. 3 chiếc máy bay phát hiện ra quân ta đã làm chủ Rô Viêng, nên lượn một vòng rồi bay về phía đông mật hụt. Đây là lần thứ 2 có kế hoạch đánh hợp đồng quân binh chủng, nhưng lại bị hụt của chúng tôi. Chẳng hiểu hợp đồng kiểu gì mà thời gian sai đến cả tiếng đồng hồ. May mà quân ta không giáng nát đầu quân mình. Buổi chiều trời mưa tầm tã. C7 vượt qua con suối ở phía nam phum. Bên bờ suối có 2 con voi của Khmer Đỏ bỏ lại. Chúng bình thản ve vẩy tai, nhìn những người lính xa lạ. Không ai dám lại gần, chỉ đứng từ xa chỉ trỏ bàn tán. Bờ suối phía nam Rô Viêng là những cánh rừng nguyên sinh, sên vắt nhiều vô kể, không cách nào khác có thể tránh vắt. Chúng tôi phải căng tăng dựng lán trên con đường độc đạo rộng vài mét, hằn sâu về xe ô tô. Bùn đất lầy lội, trộn lẫn những bãi phóng uế của dân Miên bốc mùi hôi thối ghê tởm. Mấy ngày ở đây, chúng tôi chủ yếu nghỉ ngơi và ném cá cải thiện. Cá khúc suối này không nhiều lắm, nhưng nổ một quả lựu đạn cũng đủ cho cả trung đội ăn thoải mái. Rừng có nhiều khỉ, lắm lúc thấy chúng tụ tập cả đàn trên cây, cắn nhau chí chóe. Chỉ cách vài chục mét nhưng không ai bắn. Nghe nói khỉ cạo lông trắng hếu, nhìn giống đứa trẻ con, nên cũng ngại. Chỉ có lính dê bộ bắn đâu được 1-2 con gì đó rồi thôi. Sau trận tấn công vào căn cứ Rô Viêng của Bộ Tổng tham mưu Khmer Đỏ không đạt kết quả mỹ mãn, địch đã kịp để lại phương tiện chiến tranh, bỏ chạy thoát thân ngay trong đêm. Trung đoàn tiếp tục truy tận cùng hang ổ địch. D2 nhận lệnh tiến công Phum Bun Lai, cách Rô Viêng độ trên dưới 15 cây số, về phía nam tây nam. D1 tấn công Sầm Rông, cách Rô Viêng khoảng 20 km về phía nam đông nam. Trước khi hành quân, đại đội được bổ sung thêm anh Thắng, quê ở Vĩnh Phú, nguyên giáo viên trường quân chính, là phái viên chính trị của quân đoàn, đi cơ sở, cùng một phiên dịch tiếng Miên. Lâu ngày tôi cũng quên tên anh. Anh phiên dịch này chỉ nhớ là anh Việt kiều ở Công Pông Chàm, chạy về Việt Nam từ năm 1975, đang là giáo viên cấp 3 ở huyện Tân Biên, Tây Ninh, tình nguyện đi làm phiên dịch cho bộ đội ta. Đường vào Bun Lai bám treo leo sườn núi, dưới vực là lòng suối rộng, vách đá lởm chởm. Hai bên đường địch vứt bỏ rải rác quần áo, vật dụng hàng ngày và cả giấy tờ, sách vở, tranh ảnh. Càng vào sâu, chúng càng vứt nhiều. Ngoài rìa phum, tôi thấy có cả mũ phi công, mũ lính xe tăng và rất nhiều ảnh phi công Miên chụp khi học ở Triều Tiên, Trung Quốc, vứt ở trong bụi rậm. Phum Bun Lai tương đối rộng, nằm lọt thỏm trong dãy Uran. Xung quanh Phum là những ngọn núi đá dựng đứng cao đến gần 1000 mét. Mây phủ âm mưu lạnh lẽo. Phum trống rỗng. Địch đã kịp chạy vào rừng. C5 và C6 ở lại trong Phum. C7 theo con đường mòn vượt qua suối ra cụm nhà ngoài phía rìa Phum không xa. Chỗ này chỉ có 3-4 nhà sàn thấp nhỏ như tổ chim, đủ cho 4-5 người nằm, và vài bụi chuối lơ thơ. Phía bắc cụm nhà có bãi trống rộng. Phía nam là con lạch nhỏ. Trên bờ hàng dừa mới trồng độ vài năm. Qua lạch đến mấy thửa ruộng bỏ hoang. Giữa ruộng có một xe gát mới tinh chở dàn hỏa tiễn H12. Không còn đạn, chạy đến đây hết xăng, bị địch bỏ lại. Lùng sục xung quanh không thấy gì. Chúng tôi chốt lại ở đó. Buổi chiều đang nằm nghỉ, bỗng thằng Phổ bê phó B7 quê ở Hiến Sơn, Đô Lương chạy đến xin tôi mì tôm. Tôi hỏi: chúng mày không nấu cơm à? Nó bảo ăn xong lâu rồi, nhưng tao xin về cho dân Miên. Ngạc nhiên vì từ Rô Viêng vào đến đây làm gì có dân. Tôi lấy mì tôm cho hắn và đi theo. Hắn đưa tôi đến lùm cây ở góc Phum. Giữa lùm, nơi che tạm mấy bao tải rách, có hai bà già đang nằm. Nhìn khuôn mặt vàng võ, chỉ thấy xương nhô ra, cùng hai hốc mắt sâu hoắm, trong bộ áo đen lùng nhùng hôi thối. Tôi không đoán được tuổi của họ. Quay về gọi phiên dịch và thằng Công y tá. Công đến bắt mạch, tiêm cho mỗi người một phát trợ lực, rồi cho họ uống mấy viên B1. Khi phiên dịch vào hỏi chuyện xong, mỗi câu lại ghé tai hai bà thều thào. Phiên dịch cho biết hai bà này theo con đi khắp nơi, chạy tới đây thì bị ốm và bị bỏ lại. Họ nhịn đói đã mấy ngày. Thằng Phổ nấu xong mì đưa đến đút cho hai người ăn. Chập tối hắn lại tiếp tục nấu cháo mang đến cho họ. Từ đó cứ đến bữa bộ đội ta ăn gì là hắn lại mang đến cho họ ăn. Hôm nào Phổ đi lùng sục, anh em trong trung đội lại thay hắn cho hai người ăn uống. Như có phép lạ, chỉ sau 4-5 ngày, khuôn mặt của hai bà đã có vẻ đầy đặn, đi lại nhanh nhẹn. Họ thường ra ngồi trên khúc gỗ gần đó xem bộ đội ta sinh hoạt. Anh em trong đại đội mừng lắm. Mấy ngày sau, trong hàng ngàn tên địch không chịu nổi đói ra hàng, có con trai của một trong hai bà già. Hắn thấy mẹ vẫn khỏe mạnh, rất ngạc nhiên. Nghe bà mẹ kể lại, được bộ đội ta cưu mang. Suốt buổi, hắn chỉ biết chắp tay "Okun con tóc Việt Nam", tức là cảm ơn bộ đội Việt Nam. Khi tù binh được chúng tôi đưa ra Rô Viêng, hắn xin phép lấy võng cùng hai thằng bạn cáng mẹ đi cùng. Có lẽ đây là một sĩ quan cao cấp của Khmer Đỏ nên mới đưa mẹ đi di tản từ tận đâu về đến nơi rừng thiêng nước độc này. Tuy vậy, dọc đường do mệt hoặc tiếp tục bỏ trốn, hắn đã nhẫn tâm bỏ mẹ và bạn lại trong bụi tre ở giữa rừng. Bộ phận hậu cần ra Rô Viêng lấy gạo. Lúc quay về nghe kêu khó khăn lắm mới phát tre ra đưa hai bà về, rồi để cho họ một số mì cua đủ dùng trong vài ngày. Nhưng hai bà già ở giữa rừng già chắc lần này khó sống sót với thú dữ và bệnh tật. Đơn vị tổ chức lùng sục. Lần theo cây đổ dạp do xe ủi, chúng tôi phát hiện hai chiếc xích xe pháo của địch nằm trong rừng cách Phum độ hơn 1 km. Loại xích rất to này có hai buồng lái chuyên dùng để kéo pháo lớn. Ngày bé tôi vẫn thấy bộ đội ta kéo pháo cao xạ 100mm vào mấy trận địa bến xe. Chùa Vườn hay Hồ Làng Vịnh nằm quanh làng bằng loại xe này. Nhưng ở đây trên nóc buồng lái địch có gắn thêm một khẩu 12 ly 7, chắc là để dùng bắn máy bay. Tôi đoán hai xe này chúng dùng để kéo pháo 130. Trên thùng hai chiếc xe chở đầy gạo còn nguyên chấu chưa được sàng sẩy. Bắt đầu lên mốc do không được che đậy. Có lẽ địch tổ chức dùng loại xe này để chở lương thực vào rừng sâu, vì ngoài xe tăng chỉ có loại xe này là có thể ủi cây tự mở đường để chạy, chứ không phải do lái xe hoảng loạn tự ý chạy lung tung. Chúng tôi tỏa ra lùng sục xung quanh xe khá xa, rồi bố trí phục kích ở đó, nhưng không phát hiện được lực lượng địch. Sang đến ngày thứ ba ở Bun Lai, đơn vị bắt được hai tên địch, cho ăn uống tử tế. Sáng sau một thằng xin đưa lính ta đi lấy súng, chúng giấu ở trong rừng. Một tiểu đội dẫn thằng này đi tìm nhiều nơi nhưng không thấy súng. Khi lội qua một con suối nhỏ, hắn bất ngờ vùng chạy, bị anh em ta bắn chết. Khi anh em ta quay về, tên địch ở nhà không thấy đồng bọn, lại nghe súng nổ nên tỏ ra lo lắng. Phiên dịch phải lại trấn an, đề phòng tên này chạy trốn. Anh Thao cho trói lại. Lúc đơn vị đang ăn cơm, thằng Quân lính 78 quê Hà Bắc là Thông Tin Dê cầm dao găm dọa, bắt nó khai chỗ để súng. Lê Dũng quát đừng có dọa mấy lần nhưng hắn vẫn không nghe, làm tên địch run như cầy sấy. Khi Quân ngừng tay dao về chỗ máy, thừa lúc không ai để ý, tên địch bỏ chạy ra cánh đồng hẹp, hướng vào rừng ở phía Rô Viêng. Mọi người bỏ bát cầm súng bắn theo, gần 20 khẩu súng xả đạn vào tên địch bị trói chạy lúc lắc ở giữa đồng, nhưng hắn vẫn vượt qua quãng đường đến 200 mét, mất hút vào rừng sâu. Để mất tên tù binh, anh Thao tức quá nện Quân mấy cái bạt tài. Tên địch chạy thoát, nhưng hôm sau lại có 2 tên ra hàng. Cho ăn uống xong, anh Thanh khuyên chúng kêu đồng bọn ra hàng sẽ được sống, hứa nếu mang nộp một khẩu súng sẽ được thưởng một bát gạo. Nghe lời hai thằng, vào trong rừng kêu thêm gần chục thằng ra hàng nữa, mang cả vũ khí. Giữ lời hứa, đại đội xuất gạo, đổi mỗi khẩu một bát. Nấu ăn xong, có 2 thằng lại xung phong vào rừng kêu gọi đồng bọn tiếp. Chúng tôi đồng ý, nhưng chờ đến chiều vẫn không thấy 2 thằng này quay lại. Chiều tà, đại đội tiếp tục cấp gạo cho số hàng binh nấu ăn, rồi cho ra cánh đồng hẹp sát phu ngủ, cắt cử lực lượng canh gác cẩn thận. Đến tầm 8 giờ sáng hôm sau, 2 tên địch vào rừng hôm qua mới trở ra. Thấy đồng bọn ra hàng vẫn yên lành đông đủ, nên một thằng tiếp tục quay lại. Lát sau, hắn dẫn ra rất nhiều lính áo đen, cả nam và nữ, đứa thì mang súng, đứa không. Đơn vị triển khai nhanh đội hình chiến đấu, đồng thời cho một tiểu đội cùng phiên dịch ra chặn lại, yêu cầu chúng bỏ vũ khí thành đống, rồi hướng dẫn ra cánh đồng hẹp phía trước phum để kiểm soát cho dễ. Đến trưa, đã có vài trăm tên Khmer đỏ ra hàng. Nhiều đứa đói lả, đồng bọn phải dìu đi. Có một thằng cụt một chân, khi được hỏi, hắn nói là tiểu đoàn trưởng bị thương ở Công Pông Tràm. Có 2 thằng khai là phi công, có mấy thằng khai là chỉ huy cấp tiểu đoàn. Có lẽ còn nhiều tên chỉ huy cấp cao hơn mà chúng tôi không phát hiện được. Quân số đại đội lúc này chưa đến 50 người. Lương thực mang theo chỉ đủ dùng hơn 1 ngày. Biết bọn địch nhịn đói đã lâu, nên chúng tôi động viên bộ đội ăn gạo sấy để dành gạo tẻ nấu cho chúng ăn. Khi nuôi Quân nấu cơm chín, chúng tôi lại một phen vất vả để tập hợp giải thích cho tù binh hiểu rõ chính sách nhân đạo của Quân đội Nhân dân Việt Nam, và cho chúng biết phải ra ngoài Rô Viêng mới có lương thực đầy đủ. Cả mấy trăm tên ngoan ngoãn xếp hàng nhận khẩu phần chưa đầy một bát cơm. Buổi chiều, địch ở trong rừng tiếp tục ùn kéo ra, hàng đen nghịt ở cánh đồng. Chúng mang theo mùi hôi thối bốc lên đến ngạt thở. Chúng tôi điện báo cáo tiểu đoàn xin chi viện lực lượng và lương thực, nhưng không may các đơn vị bạn vẫn còn đang truy quét ở trong rừng sâu chưa về. Địch ra hàng quá đông, đa phần đói lả không còn sinh khí, nhưng có nhiều đứa vẫn còn khỏe mạnh, lầm lì, đi lại lộn xộn khó kiểm soát. Tình huống ngoài dự kiến thật nguy hiểm. Địch đang rất đói, nếu chúng liều mạng chỉ dùng tay không tấn công thì đơn vị cũng khó chống đỡ. Trước tiên phải cho chúng ăn để ổn định tình hình, nhưng gạo đơn vị đã dốc hết từ lúc ban trưa. Anh Thao đề xuất cho một tổ dẫn một số hàng binh đi lấy gạo trên 2 chiếc xe xích địch bỏ lại ở trong rừng. Anh Thao bắn chỉ thiên 3 phát AK, bọn địch đang ồn ào lộn xộn liền im bặt. Qua phiên dịch, anh Thanh yêu cầu chúng ngồi trật tự, lần nữa nói rõ chính sách tù hàng binh, rồi cấm chúng đi lại lộn xộn, không được tự ý ra khỏi khu ruộng, nếu vi phạm sẽ bị bắn ngay. Đồng thời chỉ trực tiếp gần 20 đứa mang bao tải theo lính ta đi lấy gạo. Trong khi anh Thanh hò hét, tôi và Lê Dũng cùng liên lạc, chia nhau đếm số lượng địch cộng lại được gần 1.300 tên, đồng gấp 30 lần quân số của đại đội, bằng cả lực lượng của trung đoàn thời điểm đó. Số gạo địch bỏ lại trên chiếc xe xích còn nguyên trấu đã lên mốc xanh, sau nhiều ngày dưới mưa được cõng về. Quản lý đại đội nhanh chóng chia từng toán địch theo ranh giới chỗ ngồi. Bất ngờ đội hình náo loạn, chúng tự động rời chỗ, xúm lại từng nhóm theo đơn vị. Người quen biết, bất ngờ hơn, hầu như nhóm nào cũng có nồi niêu lôi từ tay nải. Một khung cảnh lạ lùng diễn ra giữa cánh đồng. Kẻ đi kiếm củi lấy nước, người dùng bao tải hoặc quần áo làm dụng cụ sàng sẩy. Rồi mấy chục cái bếp được đốt lên, vây quanh là những con người quần áo tơi tả, đói khát, thèm thuồng, háo hức. Biết chỗ xe gạo rồi, nhiều tên đến xin phép chúng tôi cho tiếp tục đi lấy. Thấy chúng cũng tự giác nên mọi người đồng ý. Xe gạo nhanh chóng được vét sạch gạo, lấy về. Chúng sang sảy nấu ăn tiếp hoặc bỏ vào tay nải để dự trữ. Chiều hôm đó, nuôi quân cũng phải nấu cơm cho bộ đội từ số gạo lấy trên xe của địch. Nhưng cơm đầy trấu và sạn, chùa loét, mùi hôi thối không thể ăn nổi, đành nhịn đói. Buổi tối, chúng tôi cho đốt nhiều đống lửa ở xung quanh khu ruộng để hàng binh ngủ ở giữa. Cả đại đội chia nhau mấy túi gạo sấy, vây quanh thức trắng đêm để gác. Một đêm căng thẳng hiếm có. Sáng hôm sau, lực lượng của trung đoàn vào tăng cường, dẫn hàng binh ra Rô Viêng. Mấy ngày mưa liên tục làm nước suối ở Rô Viêng lên cao, ngập ngang ngực chảy xiết. Để hàng binh qua an toàn, trung đoàn đã cho căng dây thép nối hai bờ và bộ đội đứng hàng ngang dưới suối dìu sang. Cẩn thận vậy, nhưng do chúng tranh nhau lội, nhiều đứa bị đồng bọn chen lẫn nước đẩy trôi. Bộ đội ta phải bơi theo kéo lên. Có mấy đứa không vớt được, bị nước cuốn trôi mất tích. Giao hàng binh cho trung đoàn xong, lính C7 nhận thêm lương thực, thực phẩm để quay về. Hàng binh được trung đoàn cùng đội công tác của bạn phân loại, cấp lương thực, thả cho tự do tìm về quê. Khi thấy mấy tên cao to, chán rộng, béo tốt, trung đoàn đã tập trung vào đó phỏng vấn, vì cứ nghĩ là chỉ huy cỡ trung ương của địch. Hóa ra là bọn phi công. Lính đồn nhau, trong số hàng binh có đến 6 phi công và mấy thằng chỉ huy sư đoàn, còn cấp trung đoàn, tiểu đoàn thì rất nhiều. Trong suốt cuộc chiến 15 năm với Khmer Đỏ, nhiều đơn vị của các quân khu, quân đoàn đã bắt, gọi hàng nhiều tù binh, nhưng số địch mà C7 chúng tôi gọi hàng là đông nhất, có nhiều chỉ huy nhất. Gần 1.300 tên địch ra hàng, quả là một con số khổng lồ, chưa từng có ở chiến trường ca. Chúng tôi nghĩ địch trong rừng có lẽ không còn, nhưng rồi trung đoàn thông báo tên Tà Mốc, tổng tham mưu trưởng Khmer Đỏ, đã chạy thoát và lập căn cứ trong dãy núi Uran này. Có một lần khi giao lưu với các cựu binh khác ở các quân đoàn, quân khu khác, họ đều nói được phổ biến Tà Mốc bị cụt một chân. Nghe vậy tôi lại nghĩ đến cái thằng cụt chân, khai là tiểu đoàn trưởng trong nhóm hàng binh. Biết đâu đó lại chính là Tà Mốc. Thằng này khi đến Rô Viêng không thấy nữa. Dọc đường nó đã trốn sau khi được ăn lại sức. Nếu thế thì chúng tôi đã để thoát một tên đầu sỏ khát máu nhất, giỏi nhất của Khmer Đỏ. Giá như biết đó là Tà Mốc thì bằng mọi giá chúng tôi sẽ giữ hoặc xử hắn, và cuộc chiến ở chiến trường ca sẽ không kéo dài đến 10 năm nữa. Xương máu của thanh niên Việt Nam sẽ đỡ phải đổ biết bao nhiêu. Nhưng biết làm thế nào được khi không có ảnh, và cũng chẳng ai tả hình dạng hắn cho những thằng lính trực tiếp sục sạo trong rừng như bọn tôi. Đâu phải lỗi của chúng tôi. Anh Thắng, phái viên và phiên dịch được rút về trung đoàn. Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ câu chuyện buồn của anh Thắng đã kể khi cùng nằm trên tấm ni lông giữa đêm trăng sáng ở Bun Lai. Đó là chuyện trước khi sang Campuchia làm nhiệm vụ, anh được về phép. Về nhà mấy ngày, anh đã xách súng bắn què chân tên anh rể vì đã quan hệ bất chính với vợ anh. Vì vụ đó, anh bị kỷ luật cảnh cáo. Chuyện của anh giống hệt chuyện của anh Cơ Yếu trung đoàn hồi ở Lào mà tôi biết. Cả hai đều dùng súng xử què chân kẻ đã phá hoại gia đình mình. Đều bị huyện đội thu súng và về đơn vị bị kỷ luật cảnh cáo. Mấy ngày sau, cả tiểu đoàn hành quân vào rừng tìm Tà Mốc theo tọa độ đã định sẵn. Khi đi qua chỗ hai chiếc xe xích vài cây số, gặp một bãi mìn rộng, chẳng hiểu trinh sát bẻ góc phương vị để tránh như thế nào mà suốt ngày chúng tôi cứ loanh quanh trong rừng, mãi không tìm được lối về. Giỏi địa bàn bản đồ như anh Côi cũng bó tay, không xác định được tọa độ đứng chân. Đêm hôm đó nhịn đói ngủ trong rừng, nằm dưới gốc cây cổ thụ. Nửa đêm mưa to gió lớn, ngồi ôm ba lô co ro, tôi cứ lo cành cây mục rơi vào đầu. Sáng sau đi mãi, anh Côi phát hiện được bọn vận tải dê cõng một con rùa sống độ vài cân trên ba lô, liền chửi ầm ĩ bắt thả ngay. Đến trưa xuống dốc đến một tụ thủy có những tảng đá ông sư to, tạm dừng để nấu cơm. Củi ướt khói bốc lên mù mịt cả khe núi. một chiếc trực thăng bay ngang, thấy vậy vòng lại. Thằng Bình thông tin đang ngồi cạnh tôi mở tần số điều không. Lúc đầu phi công dùng mật ngữ để hỏi, sau đó nói chuyện bình thường luôn. Phi công hỏi thằng Bình, các anh là đơn vị nào? Chúng tôi đang chở gạo tiếp tế cho trung đoàn 28 sư 10 đang bị lạc. Anh Côi nhào lại, bảo thằng Bình hỏi tọa độ đơn vị đang đứng. Phi công cho biết tọa độ. Vào một vòng nữa rồi bay mất. Lúc này cơm đã chín, nhưng không hiểu sao nước trong vũng tụ thủy rất trong, nhưng cơm lại đổ màu nâu, nhìn ghê ghê, vừa ăn vừa sợ. Nhờ phi công cho tọa độ mà cả tiểu đoàn tìm được hướng ra. Đến gần tối về được Bun Lai. Nhiều người nói đi lạc là do mấy thằng vận tải cõng rùa trên lưng. Chuyện ăn thịt rùa cũng như thịt chó, cơm khê, lính ta thường kiêng. Nhưng thực ra với tấm bản đồ cũ rích của Mỹ in từ năm 1960, có lẽ do địa hình hiểm trở, Mỹ cũng không thể nghĩ đến chuyện tác chiến ở đây, nên có nhiều chỗ vẽ nháp đường bình độ, đứt đoạn, rít xịt chồng lên nhau. May ra có máy định vị cầm tay như bây giờ mới không bị lạc. Chỉ được nghỉ một ngày, chúng tôi lại tiếp tục truy lùng tà mốc. Mờ sáng từ Phung Bun Lai, tiểu đoàn thành một hàng dọc ngậm tăm luồn rừng. Đi đầu đội hình là tiểu đội trinh sát, đến C5 rồi C7. Phía sau là C6 và C8. Đội hình của đại đội vẫn như thường lệ. Anh Thao và Lê Dũng đi với trung đội đi đầu. Tôi đi với trung đội thứ hai. Đến Cối, Đại Liên và anh Thanh đi cuối với trung đội còn lại. Qua khỏi chỗ hai xe xích khoảng chừng cây số, gặp một đơn vị của D1 cũng đi lùng sục, nhưng họ rẽ phải, còn chúng tôi rẽ trái. Rừng nguyên sinh, tầng trên là những cây cổ thụ, thân mình rêu mốc, cao hàng chục mét tỏa tán âm u. Tầng dưới là những cây nhỏ khẳng khiu, mọc dày đặc, cố vươn lên tranh nhau ánh sáng. Dưới đất lá mục tạo thành một lớp dày phủ kín. Trinh sát đi đầu thận trọng, dò bước rẽ cây soi đường. Bộ binh người trước cách người sau vài mét, thành một hàng dọc lặng lẽ bám theo. Dấu chân của mấy trăm con người nhanh chóng tạo thành một đường mòn nhỏ ngoằn ngoèo giữa rừng sâu. Đi ước được vài cây số, bỗng phía trước liên tiếp có tiếng nổ. Bốp, bốp. Vài giây sau làn khói xanh tỏa khắp, mùi thuốc nổ khét lẹt. Tiếng lao xao rì rầm lan đến, rồi có lệnh truyền xuống. Lọt bãi mìn, tất cả đứng im tại chỗ. Quay lại truyền lệnh cho người đi sau xong, tôi kiểm tra kỹ ở xung quanh. Dưới chân đồi, quỳ xuống chờ đợi. Cả mấy trăm người im lặng, không ai dám di dịch khỏi vị trí hiện tại. Phía trước C5 đang lùi lại. Bỗng, bốp, bốp. Lại có mấy người đạp trúng mìn. Những quả mìn mang theo làn khói trắng vọt lên không trung độ 15 mét, rồi rơi xuống đất phỉnh phịch, không nổ. Đang căng thẳng quan sát, nghe loạt soạt ở phía sau. Ngoảnh lại thấy anh Thanh đang rẽ cây bước đến. Tôi giơ tay cản quát khẽ, đứng yên, không được đi nữa. Vừa dứt câu, anh đã bước qua, đạp chân ngay xuống mặt. Bốp! Một làn khói trắng cũng từ quả mìn dưới đất vọt lên. Theo phản xạ, tôi chỉ kịp nhao người sang một bên, nằm ép xuống chờ đợi điều khủng khiếp sẽ đến. Quả mìn vọt lên cao rồi rơi xuống bên cạnh như hòn đá, không thấy nổ. Mất cả phút mới hoàn hồn, mở được mắt ra bỏ dậy. Anh Thanh mặt tái nhợt, vẫn đứng như trời trồng. Quả mìn anh Thanh đạp sát người, đến mức tôi cảm giác nếu mình hơi cúi xuống, nó sẽ thúc vỡ quai hàm. Lệnh phía sau truyền lên, rút lui. Cả tiểu đoàn cố gắng, người sau đặt chân lên dấu chân của người trước để quay ra. Thế nhưng lần này lại có mấy anh đạp phải mìn. Những quả mìn vẫn không nổ, kéo theo làn khói trắng vọt lên rồi rơi xuống. Đây là loại mìn nhảy của Trung Quốc, cấu tạo hai kíp nổ. Khi đạp phải hoặc vướng dây thì kíp nổ thứ nhất cùng lượng nổ nhất định sẽ đẩy mìn nhảy lên độ cao 1m2 đến 1m rưỡi ngang ngực. Lúc này kíp nổ thứ hai sẽ làm nổ cả quả mìn, và người đạp sẽ bị phá ngang ngực, không thể thoát chết. Trong trường hợp khi người đạp phải mìn kịp thời nằm ép xuống đất, có thể bị thương vì mảnh mìn thường phạt ngang ở trên cao. Khi ở Sa Mát đã có nhiều đồng đội bị thương vong khi đi lên chốt K1 vì loại mìn này. Đến hơn một nửa đội hình tiểu đoàn đã lọt vào bãi mìn K5 của địch. Gần 20 người đã đạp phải mìn. May mắn là không sao, không một quả nào nổ. Có lẽ do địch cài ngược kíp. Nếu nổ, chắc chắn tiểu đoàn bị loại khỏi vòng chiến đấu, và tôi cùng anh Thanh và mấy đồng đội gần đó khó có thể thoát. Ra khỏi rừng, về lại Phum Bun Lai mới ổn định được đội hình. Lúc này tôi mới cáu anh Thanh. Anh không chấp hành kỷ luật chiến trường, rồi có ngày chết. Chết lây cả sang người khác. Anh Thanh biết lỗi nên chỉ cười trừ, rồi bảo: biết rồi. Anh Hải hỏi tôi: nghe nói em cũng đạp mìn à? Tôi trả lời: anh Thanh đạp, nó ở sát người em. Anh Hải cười bảo: can chi em, rồi đọc. Nếu mìn nổ, anh sẽ là liệt sĩ. Mìn không nổ, anh vẫn là chiến sĩ. Đến chiều, những người đạp mìn chân bị sưng vù, đi cả nhắc, nhưng ai cũng ngâm hai câu ca của anh Hải. Lọt vào bãi mìn, đạp hàng chục quả, nhưng không có quả nào nổ. Đơn vị vẫn an toàn. Đó là một điều may mắn hy hữu của tiểu đoàn 2 chúng tôi. Có lẽ cũng là sự may mắn duy nhất không có trường hợp thứ hai của quân đội ta trong các cuộc chiến tranh. Còn tôi, không biết đây là lần thứ bao nhiêu sự may mắn diệu kỳ lại đến với mình. Cho đến tận bây giờ, trong tiểu đoàn, nhiều người vẫn nhớ hai câu thơ của anh Hải. Đó là hai câu thơ hay nhất trong mọi câu thơ trên thi đàn Việt Nam mà tôi biết được. Theo trinh sát kỹ thuật thì Tám Mốc đã di chuyển đến một ngọn núi khác. Hôm sau, trung đoàn giao tiểu đoàn 2 tấn công căn cứ mới này. Khi nhận nhiệm vụ, đứng ở Bun Lai, nhìn lên những ngọn núi cao ngất ẩn mình trong mây, tôi không thể hình dung chúng lại thiết lập căn cứ như thế nào và quân ta sẽ trèo núi đánh ra sao với địa hình như thế. Đơn vị tiếp tục vào rừng. Những anh đạp mìn hôm qua chân vẫn còn sưng, nhưng cũng cố hành quân không chịu ở lại. C7 đi đầu đội hình. Lần này khi đi qua hai chỗ xe xích, liền rẽ trái để tránh mìn khá xa, rồi mới rẽ phải trả lại góc cắt. Hết lội suối rồi trèo dốc. Cả tiểu đoàn im lặng. Theo trinh sát cắt đường đi trong rừng già âm u. Khi đi ngược một con suối cạn lên dốc, trinh sát vừa bám một mỏm đá to nhô đầu lên thì bị địch gác ở phía trên xả một loạt đạn dài, liền buông tay rơi xuống độ cao cả mấy mét. May mà không việc gì. Phía sau chúng tôi tàn ra, không phát hiện được địch, nhưng anh Thao hô cối bắn. Thằng Tuất A trưởng tìm không ra chỗ bố trí súng, liều giá ngay ở trên nền đá bắn mấy quả hú họa. Anh Thao quay lại nạt: mày đặt súng trên đá bắn, để bể súng thì chết với tao. Chờ một lúc, trinh sát bỏ mũ lên đầu nòng súng, nâng lên hạ xuống mấy lần, như không thấy địch phản ứng, lại tiếp tục bỏ lên. Chúng tôi bám theo, lên hết dốc. Địa hình tương đối bằng phẳng, rừng có vẻ thưa hơn. Có lẽ chúng tôi đã leo đến ngang lưng dãy Uran. Đến trưa, nước mang theo từ Bun Lai đã hết từ lâu, khát khô cổ. May mắn chúng tôi gặp một dòng suối trong vắt. Tiểu đoàn lệnh nghỉ nấu cơm. Lính ta ùa xuống suối vục nước uống. Trinh sát đi ngược dòng lên vài chục mét, thấy mấy xác lính Khmer đỏ nổi dưới suối, khuất sau tảng đá lớn, bèn hét toáng lên. Tưởng họ đùa, nhưng đến khi nhìn 3-4 xác lính áo đen đã thối rữa nằm lập lờ sát bờ suối, nghĩ mình vừa uống nước chảy từ đó ra, một cảm giác tờm lợm buồn nôn ập đến. Tôi cố móc họng cho số nước vừa uống nôn ra, nhưng vóc mãi không được. Hình như cơn khát đã làm cho thứ nước kinh khủng đó ngấm hết vào trong cơ thể. Không chỉ có mình tôi làm vậy, mà rất nhiều người đã lỡ uống nước suối cũng đều cố móc họng cho ra. Có người may hơn là chỉ mới nghe nói đã nôn ọe ra được. Khi đơn vị truy quét ở Svei Riêng, Công Pông Tràm, dùng nước giếng, thi thoảng gặp đầu lâu nạn nhân bị lính Khmer Đỏ đập chết, vứt xuống giếng. Lúc đó cảm giác cũng không kinh sợ như lúc uống nước ở con suối này. Một cảm giác kinh khủng chưa bao giờ tôi gặp, đọng mãi đến mấy tháng sau, nghe nhắc tới vẫn nổi da gà. Khi lính ta đang uống nước suối thì hậu cần cũng kịp nổi lửa. May nước chưa sôi, gạo chưa cho vào nồi, nên họ chỉ việc làm nhẹ nhàng là đổ nước đi, rồi lấy xẻng đào hố ở trên bờ lọc nước mới. Nước trong là vậy, nhưng cơm nấu chín lại đổi màu tím tím. Vừa ăn vừa sợ. Có ai đó nói gạo đổi màu tím là do lá liêm mục gây ra. Thôi thì cứ ăn để sống cái đã, bệnh tật tính sau. Ăn uống xong xuôi, cả tiểu đoàn bám dọc mép suối ngược lên thượng nguồn. Lúc này tiền quân đổi thành hậu quân. C5 đi đầu, C7 chúng tôi đi cuối đội hình. Đi dọc trên nhiều đoạn suối vẫn có xác miên nằm lập lờ. Như vậy, thứ nước lúc nãy vào bụng lính ta chắc đặc quánh trong tế bào. Không chỉ dưới suối mà cả trên bờ lẫn đâu đó ở trong lùm bụi đều có xác miên chết đói nằm đủ tư thế, bắt đầu phân hủy bốc mùi. Lính ta phải lấy khăn mặt, quần áo bịt mũi để thở. Đi hết rừng già, chúng tôi bỏ suối, rẽ phải, bắt đầu leo lên ngọn núi đá được xác định là nơi ở của Tà Mốc. Rừng chỗ này thưa và rất thấp, có nhiều cây bụi xen giữa là những tảng đá ông sư to như con trâu mộng nằm chồng lên nhau. Càng vào sát chân núi, xác bọn miên chết ngày càng nhiều. Có đứa chết ngồi rũ bên tảng đá, súng vẫn dựa vào vai. Từ xa nhìn tưởng là cụ già, vì quanh mồm trắng như râu bạc, nhưng lại gần mới thấy đó là giòi lúc nhúc. Tuy vậy, ở đây ruồi ít chứ không thành từng đám mây đen như ngoài Pô Sát. Hình như có cả dân đi theo vì có xác cả trẻ con. Một xác voi đã bị xẻ thịt nằm giữa khoảng đất bằng nhỏ hẹp. Có lẽ là voi của tên chỉ huy nào đó cưỡi chạy trốn đến đây cùng đường bị bắn chết để lấy thịt. Xung quanh ngọn núi là vách đá dựng đứng. Trinh sát cố tìm đường khác để lên núi để tránh xác địch, nhưng không có. Chúng tôi đành theo lối duy nhất mà địch đã leo thành đường trước đó. Gọi là đường, nhưng chỉ là dấu vết nhẵn nhụi của dấu chân người trên những tảng đá và những bụi cây nhỏ hiếm hoi, bị đạp xác sơ khô héo. Con đường dốc đứng, đôi đoạn gót người trên chạm mũi người dưới. Muốn trèo hai tay phải bám chặt lên đá đến tứa máu. Bàn chân đặt cẩn thận vào bậc đá nhô ra, chỉ cần sơ lệch một tí là rơi xuống dưới. Bộ binh còn đỡ, mấy đứa hỏa lực mới khổ. Tôi không hiểu lính C8 làm cách nào khiêng được cả cối 82, 12 ly 7, leo được cả lên những vách đá treo leo như thế này. Đã thế dọc đường còn có nhiều xác địch nằm chắn ngang, rơi xuống hai bên. Leo dốc mang vác nặng, mồm mũi thi nhau thở. Mùi tử thi phân hủy bốc lên đặc quánh, chui qua tấm khăn bịt mũi vào sâu trong đáy phổi đến ngột ngạt. Có hai chỗ xung quanh là vách đá dựng đứng, muốn trèo phải đặt chân lên một hòn đá, nhưng có xác địch nằm trình ình ở trên đó. Trinh sát đi đầu phải bẻ cành cây tấp lên rồi nhắm mắt bước lên. Đến khi C7 chúng tôi trèo đến thì có chỗ bụng thằng miên đã thành một cái lỗ hình chữ nhật, mà đáy là mấy cây bẹp dí. Phần thịt da đã bám dưới đế giày của hàng trăm thằng lính. Chúng tôi cẩn thận đặt chân lên đúng chỗ vuông đó rồi vội vàng bước qua. Chỗ khác thì may mắn hơn, là chúng tôi chỉ đạp dính một phần đùi. Trèo suốt từ trưa đến gần tối, cả tiểu đoàn phải đạp lên xác thù theo nghĩa đen mới lên đến đỉnh. May thay không có địch, nếu có chỉ cần chúng đứng trên lăn đá xuống, chúng tôi cũng sẽ nát xương. Đỉnh núi là một bãi cỏ xanh mọc dưới những cây thông to bằng bắp đùi, đứng nghiêng nghiêng theo hướng gió. Lên đến nơi, chúng tôi chỉ kịp cởi ba lô, tháo khăn bịt mũi, nằm lăn ra thở dốc. Không khí trên này lạnh hơn ở dưới chân núi đến vài độ. Lệnh ngủ lại, nuôi quân nhanh chóng tìm được một lạch nước nhỏ chảy róc rách. Tôi nhắc họ lần ngược đầu nguồn để kiểm tra, kẻo lại có xác miên như lúc trưa. Họ chưa kịp đi, nhiều người đã ùa đến rửa ráy như muốn xua đi mùi tử khí ngấm ở trong da thịt. Anh Thao bảo Khiêu, quản lý, đừng nấu cơm nữa. Tôi uể oải lấy võng mắc, nằm nhai gạo sấy rồi ngủ từ lúc nào không biết. Anh Thành cầm chân lay tôi mới tỉnh giấc, vừa lúc nuôi quân đến gọi liên lạc đi lấy cơm. Tôi vội vã thu dọn đồ đoàn rồi đi đánh răng rửa mặt. Bộ đội ta đi lại lộn xộn, mây phủ trắng ngọn núi, cách vài mét chỉ thấy bóng người mờ ảo, không nhận được ra ai. Cơm xong xuôi, đơn vị vội vã hành quân trong mây mù, tưởng rằng nơi nghỉ đêm là đỉnh cao nhất. Nhưng chúng tôi đi được một quãng đường bằng, lại phải leo đến một con dốc khá dài nữa, rồi đi trên sống núi. Đây mới là đỉnh núi. May là đỉnh núi đất, lối địch đi đã thành đường mòn hẳn hoi. Rừng thưa nên rất dễ bước. Đi khoảng 2 cây số, tiểu đoàn rẽ phải xuống dốc ngắn, dựng đứng, chỉ độ trên dưới 100 mét. Lính phải bám từng gốc cây tụt dần xuống. Khi C7 chuẩn bị xuống dốc thì lính C8 hỏa lực đi trước bị trượt ngã, kéo theo cả dây lăn lồng lốc. Hậu quả là một người bị gãy xương vai, một người bị gãy chân. Cả xe dừng lại chờ quân y băng bó. Báo hại vận tải tiểu đoàn phải quay lại chặt cây khiêng theo đội hình. Đây là hai thương binh cuối cùng của tiểu đoàn 2 trên đất ca. Hết dốc là thung lũng tương đối bằng phẳng. Thung lũng này có lẽ vẫn đang ở độ cao trên 1000 mét. Khi đến một ngã ba có lối rẽ phải đi vào rừng rậm. Có một phụ nữ cam nhìn chỉ thấy sọ dừa cùng hai hốc mắt đứng bên đứa trẻ chừng 7-8 tuổi cũng trơ xương đang nhai mì cua sống. Dưới chân bà đã có một tay nải to đựng mì cua, sữa hộp của lính. Các đơn vị đi trước cho. Tuy vậy lính C7 nhiều người cũng móc gạo sấy, mì cua cho tiếp. Tôi cũng cho bà một gói mì cua cuối cùng ở trong ba lô. Không biết tiếng nên không thể hướng dẫn hai mẹ con bà cách ăn mì cua. Nhưng tôi lại lo, với đống lương thực như vậy, có khi bà lại bị chính đồng bào của mình giết để cướp, để tranh ăn như bọn Khmer Đỏ đã từng ăn thịt lẫn nhau khi bị đói. Cũng lạ, không hiểu hai mẹ con bà này lấy đâu ra sức lực để vượt qua bao núi non hiểm trở để đến được đây. Cũng nói thêm, bắt đầu từ tháng 10 năm 1978, lính hàng tháng được cấp thêm bột dinh dưỡng trẻ em Bích Chi, mì cua và sữa để bồi dưỡng. Sĩ quan như tôi thường mỗi tháng được đến cả thùng mì cua và 2-3 hộp sữa ông thọ. Hạ sĩ quan, binh sĩ thì ít hơn. Những thứ này dân cam nhiều nơi chưa bao giờ biết đến, và khi gặp họ đói, lính ta thường hay cho. Mọi người đều tưởng những thứ đó là trên cấp, không để bồi dưỡng sức khỏe chiến đấu. Nhưng đến tháng 7 năm 79, khi ra Bắc Thái, đều bị quân nhu tính tiền, cùng các nhu yếu phẩm khác, cùng tiền ăn trừ vào lương phụ cấp. Do đó, mặc dù ở chiến trường ca trên một năm, không tiêu tiền Việt, đói nhiều hơn no, nhưng bị trừ rất nhiều tiền, nên số tiền còn lại để về phép chẳng còn được bao nhiêu, phải vay mượn vòng quanh. Từ chỗ mẹ con người cam đứng, chúng tôi rẽ trái đến mục tiêu ở tọa độ định sẵn. Hướng này chỉ có cây bụi lúp xúp, rồi đến bãi trống rộng, có vẻ như là ruộng bị bỏ hoang lâu năm. Tiểu đoàn lệnh triển khai đội hình chiến đấu. C5 đánh mũi chủ yếu, C6 mũi thứ yếu, C7 chúng tôi làm dự bị đi cùng chỉ huy. Mục tiêu là khu rừng rậm rạp, có mấy ngọn thốt nốt nhô lên. Các đơn vị tiềm nhập được chừng 20 phút, báo cáo về là đã sẵn sàng xung phong. Anh Côi lệnh cối 82 bắn chỉnh, chỉ mấy quả đạn đã trúng mục tiêu. Cả hai mũi đều báo cáo không thấy dấu hiệu của địch. Anh Côi không cho bắn cối nữa, hô C5 tiến. Khi C5 vào mục tiêu, quả nhiên không thấy bất kỳ có dấu vết của người nào. Đó là một phum bỏ hoang đã lâu, cây đã mọc thành rừng rậm. Không có địch, chúng tôi nằm nghỉ. Thằng Bình do sóng bắt được một đài khác cũng đang phát rất mạnh. Lúc đầu còn 1256 Cửu Long Hồng Hà gì đó để hỏi dò. Đài kia cũng dùng mật ngữ trả lời. Sau cả hai dùng bằng ngôn ngữ thông thường. Lính thông tin của bạn nói giọng miền Nam cho biết họ là trung đoàn 3 của sư 9, quân đoàn 4, đang đánh từ Cô Công lên Pốc Sát. Anh Côi đọc tọa độ đang đứng cho Bình để báo cho bạn biết. Bạn nói đang cách chúng tôi chỉ 3 đến 4 km. Đứng bên nghe rõ từng câu trao đổi. Tôi hình dung đơn vị đang rất gần ngã ba của hai tỉnh Cô Công, Pốc Sát và Thái Lan. Cảm chừng như nghe cả tiếng sóng vỗ của vịnh Thái Lan ở đâu đây. Hình như chúng tôi đang ở rất gần biên giới với Thái Lan, nhưng thực ra còn cách Thái vài chục km nữa. Trung đoàn lệnh rút quân. Khi xuống dốc đá, mùi tử khí vẫn nồng nặc, nhưng hình như xác định thưa hơn hôm qua, vì thú dữ đã tha hoặc ăn bớt đi. Sẩm tối, đơn vị rút quân về đến Bum Lai, kết thúc những ngày chui rừng tìm tà mốc gian nan. Đại đội 9 có hai trung đội đóng chốt. Trung đội 3 ở chốt 384, còn trung đội 1 đóng chốt 416. Trung đội 2 có nhiệm vụ cảnh giới phục địch ngay ở đường ống dẫn qua Thái Lan, nằm giữa hai chốt này. Tổ phục cách xe bộ chừng 1 cây số. Đầu mùa khô năm 1987, Thái Lan mở cuộc tập trận Hổ Mang Vàng trên toàn tuyến ba biên bằng pháo binh và oanh tạc cơ, pháo và bom nổ ở khắp tuyến. Khoảng giữa tháng 2 năm 1987, địch bắt đầu tham chiến bộ binh. Đơn vị chúng tôi ở C9 có chốt 416, trung đội 1 bị địch tấn công đầu tiên ở ba biên. Mở màn cho cuộc chiến tranh chốt này, địch đã ném bom tan hoang thành bình địa, không còn một gốc cây nào trên ở mỏm đồi. Vài ngày sau, địch đã ém quân. Đánh chốt này, lực lượng ban đầu địch quân dùng một đại đội của tiểu đoàn 6 thuộc trung đoàn đặc nhiệm sư đoàn Hoàng gia Thái Lan. Ngày đầu địch nổ súng, Thổi Súp Lê tấn công vào lúc 8 giờ sáng ngày 18 tháng 2 năm 1987. Cối địch bắn vào đỉnh đồi dài như mạ. Quân ta trực chiến ở tuyến thông hào 1 rất thưa, 5 đến 7 mét mới có một người. Ta chỉ dùng hỏa lực mạnh B40, B41, M79 bắn và lựu đạn nụ xòe. Trung đội 1 lúc này, chỉ huy trưởng là đồng đội Trình quê Phú Cát, lính đợt 1 năm 84. Toàn trung đội có 22 đồng chí, trong đó có 5 đồng đội: Phạm Văn Thi, Phạm Văn Boy, Phạm Văn Điếu và Phạm Văn Đắp, Phạm Văn Đinh, người dân tộc huyện Ba Tơ, và 3 đồng đội: Đinh Văn Lê, Đinh Văn Tộ và Đinh Văn Lệ, người dân tộc huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi ở trung đội này. Ngừng cối, địch tấn công dữ dội, đại liên và hỏa lực mạnh, địch bắn thẳng vào thông hào. Quân ta chỉ biết dồi lựu đạn chứ không biết phản công. Đại liên địch vừa ngưng thì địch Thổi Súp Lê hò reo tấn công. Quân ta phản kích bằng B40, B41 và đại liên M60. Trung liên RBD cùng với cối 82 ly dưới đại đội bắn lên chi viện nên địch chùn lại. Giao tranh khoảng 15 phút, địch im lặng và lui xuống lưng chừng đồi, cách thông hào ta chừng 30 mét, rồi trụ lại để củng cố đội hình tấn công tiếp. Cối ta dập địch, không thể tấn công được nữa. Ngày đầu lính Thái đã 7 lần xung phong, không tiến nổi. Vì sự kháng cự kiên cường của quân ta, nên chúng dùng chiến thuật bám dính. Khuất làn đạn bắn thẳng của ta 30 mét, vì ở mỏm đồi cong. Địch ngưng chiến, chúng đào giao thông hào, cố trụ, không lùi và đào hào cả đêm. Lính mình thì củng cố lại thông hào, vì pháo và cối địch bắn nên đất tuột xuống. Có chỗ phải nằm bò qua, chứ lom khom thì ló gáo. 5 giờ chiều cùng ngày, đại đội phó anh Đào Ngọc Ngãi lên chốt trực tiếp chỉ huy. Đại đội trưởng Phan Văn Minh đang đi phép nên anh Ngãi đang quyền chỉ huy trưởng đại đội. Phó chính trị là anh Tín, anh Công đại đội phó cũng đang đi phép. Cả một đêm, anh em đồng đội chúng tôi ở thông hào trực chiến, vì địch vẫn còn một xác chết để lại gần ra thông hào chừng 15 mét. Thỉnh thoảng anh em ném lựu đạn vì sợ địch bò lên do xác chết quá gần thông hào. 5 giờ sáng ngày 19 tháng 2, từ dưới địch nối bộc phá ống dùi lên. Anh em im lặng vì không biết là cái gì. Chỉ còn chừng 10 mét nữa là đến thông hào ta. Một đồng chí chạy báo chỉ huy. Anh Ngãi xuống bảo đồng chí nào xung phong bò ra để rút bộc phá kia. Từ phía bên trái giao thông hào, đồng đội Đắp chạy lại nói và bò luôn ra. Anh Ngãi để em. Vừa nói, Đắp vừa nhào lên thông hào, bò nhanh và rút ống bộc phá dài 10 mấy mét, chạy thẳng lên mỏm đồi, nhảy vào hầm cối 60 ly của đồng đội Chức quê Sông Cầu. Hai khẩu đại liên của địch chĩa cánh gà hai bên, bắn theo nổ như muối rang. Anh Ngãi cho B40 bắn trả 4 quả, địch im re. 8 giờ 15 phút sáng cùng ngày, pháo địch bắn vào đơn vị. C bộ chốt 384 và cả tiểu đoàn. Riêng chốt 416 không rõ sao mà pháo quên bắn, bom thả khắp nơi cả trung đoàn bộ. 14 cao xạ thì bắn nổ rền vang, ụp khói bung lên bầu trời Ba Biên. 10 giờ, chốt 416 được tiểu đoàn cho lên phối thuộc, một khẩu đội 12 ly 7 để đối phó với địch. Anh em cùng nhau đào trận địa để 12 ly 7 xuống chân đứng và ngắm tầm hướng xong. Cả trung đội vui mừng vì ta có gà trống lớn. Đã qua một ngày giao tranh nhưng trung đội vẫn còn nguyên đội hình. Khi địch lùi xuống triền đồi, vẫn còn để lại một xác lính có đeo hàm một hoa đang bị thương nặng, đang rên rỉ gần giao thông hào. Đồng đội Phạm Văn Boy, dân tộc Ba Tơ, nổ bồi nằm im luôn. Còn 3 xác ở phía dưới cách thông hào chừng 20 mét đã tử trận. Trận đầu, riêng đồng đội Đắp bắn 6 quả B40, 1 quả diệt 3 tên khi xung phong co cụ. Đồng đội Đắp khi chiến đấu rất linh hoạt. Anh em giáp đạn sẵn vào nòng cho Đắp bắn. Đắp chạy ngược xuôi ném lựu đạn, khi chờ đồng đội giáp đạn xong thì bắn tiếp. Đắp rất gan dạ, chiến đấu khi có lệnh bắn. Đắp là người lính có thân hình thấp, nhưng lại thích bắn B40 và bắn rất chuẩn. Vì bỏ lại 4 xác, lính Thái lại tổ chức đội hình tấn công tiếp. Quân ta ăn cơm sớm và chuẩn bị đạn để chờ địch. 10 giờ 30 phút, cối 82 ly của ta đã phối hợp để chi viện khi địch tấn công. Địch cũng không vội, chúng chỉ cho người bò lên cột dây lấy 3 xác dưới triển chốt. Nhưng cứ mỗi lần lên thì B40 của ta lại nổ, nên không lấy được mà chết thêm một nữa. Cứ mỗi lần như vậy là do đồng đội Đắp bắn. Vì Đắp bắn rất hay, anh em nói Đắp có tay sát địch nên nhược hết cho Đắp. 1 giờ chiều, địch phát động tấn công. Máy bay L-19 lượn vòng qua vòng lại ở trên đầu chốt, rồi pháo dập phủ cả chốt. Anh em vào hầm trú ẩn vì pháo bắn. Địch không tấn công mà chỉ ém quân áp sát. Pháo bắn thưa dần và không bắn vào địch mà chuyển sang chốt 384. Pháo ngừng, anh em đồng đội chạy ra thông hào trực chiến thì địch đã lấy được 4 xác chết dưới triển đồi. Đến 3 giờ chiều cùng ngày, hỏa lực M60, M72 từ dưới triển địch bắn lên theo sau là đủ các loại, đồng loạt địch tấn công. Hình như địch cố chiếm chốt của ta. Của ta cũng nổ đủ các loại, từ tiểu liên AK đến hỏa lực B, 12 ly 7 hạ nòng khạc đạn. Cây tre ngã rạp, phát hoang trước trận địa. Có cả chi viện cối 82 ly của tiểu đoàn phối thuộc lên đóng trận địa dưới tiểu đoàn bộ. Nằm dưới bình địa cách chốt 416 đường Chim Bay chừng 400 mét và cách chốt 384 chừng 1 cây số. Quân Thái thổi súp lê hò reo tấn công làm 6 đợt, nhưng không thể tiến thêm vì sợ cối của ta dập. 5 giờ sáng ngày 20 tháng 2 năm 1987, chỉ huy trung đoàn Đại úy Phan Văn Trường, trung đoàn phó, cùng trinh sát thông tin trung đoàn bộ và thượng úy Định, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 9, cùng trinh sát tiểu đoàn, có cả trung úy Tuấn quê Nghệ An, đại đội trưởng, cùng đại đội 10 cơ động lên vị trí của chúng tôi. Chỉ huy trung đoàn lên kế hoạch phản kích địch từ đường ống dẫn qua Thái Lan. Trinh sát tiểu đoàn và trung đoàn cùng chỉ huy Trường và chỉ huy Định bám lên sườn phải của chốt 416. Đại đội 10 nằm tại chỗ dưới đường ống kéo dài đội hình đến tổ phục ngoài phẫu để chờ lệnh. Nhưng không thể đánh địch được vì trinh sát bám lên phát hiện địch rất đông, khoảng 1 đại đội dưới triển 416 và 2 đại đội đóng trại ngoài phẫu, nên rút quân về lại đại đội bộ, đại đội 9 và vạch hướng phản kích, tấn công địch bằng hỏa lực. Khi địch tấn công chốt 416, ta đang chờ địch tấn công chốt 416 thì phản kích. Chỉ huy trung đoàn, tiểu đoàn và anh em lính của đại đội 10 rút về lại đơn vị. Từ ngày 20 đến ngày 23, địch im lặng, không đánh bộ binh, tấn công chốt 416. Chúng chỉ dùng pháo bắn và máy bay ném bom vào toàn tuyến ba biên. Riêng chốt 416, thỉnh thoảng địch bắn cối và tên lửa H-12 vào đơn vị. Pháo của trung đoàn 729 của ta cũng phản pháo địch hàng giờ. Đơn vị 14 cao xạ sư đoàn vẫn bắn máy bay khi mỗi lần chúng bay qua ném bom. Chiều nay, ngày 23 tháng 2, tiểu đoàn có chi viện thêm cho anh em hỏa lực trên chốt 416. Vì mấy hôm nay, trên chốt có bị thương một số đồng chí đồng đội do mảnh cối địch. Khẩu đội DKZ 75 ly, đồng hương tốt quê Nha Trang bị thương và chuyển về tuyến sau, cùng 4 đồng hương khác của trung đội 1. Trong đó có đồng hương Phạm Văn Đắp bị thương ở lưng, bị xé da. Anh em được chuyển xuống viện 18 từ sáng sớm, nên đồng hương Lê Đàn quê Nghĩa Hành tỉnh Quảng Ngãi, hỏa lực cối 100 của tiểu đoàn, lên thế đồng hương tốt chỉ huy khẩu đội DKZ này. 6 giờ sáng ngày 24 tháng 2, từ ở dưới triển đồi 416, lính Thái bắn lên chốt vài loạt đạn đại liên và chút tốc mấy trái M79 cầu vòng lên thông hào ta. Anh em đồng đội ứng trực sẵn sàng chiến đấu, thì đồng đội Phạm Văn Đắp trốn viện chạy về chốt. Anh em bảo, sao Đồng Hương xuống viện về liền vậy? Đắp nói, ở dưới buồn và nhớ anh em lắm. Trên này không có mình bắn B40, mấy Đồng Hương thì lính Thái nó biết liền, nên mình trốn về. Đồng Hương Thành cứu thương lính đợt 184 quê ở Cam Ranh, bảo Đắp vào hầm rửa vết thương cho Đắp rồi băng lại. Thành tiêm cho Đắp một ống thuốc khỏe gì đó, rồi Đắp ăn một tép lương khô. Đắp cười nói, rồi xé tờ báo quấn điếu thuốc dề hút và chuẩn bị gạo sấy, xé bịch cho nước vào cột miệng cho kịp nở cơm để ăn trưa. 13 giờ chiều cùng ngày, địch bắt đầu tấn công. Chúng dùng phóng lựu vác vai M62, M72 bắn lên Thông Hào và trận địa 12 ly 7 dữ dội. Hỏa lực địch tấp nập bắn không ngớt. Anh em đồng đội chờ bộ binh địch tấn công mới phản chiến. Khoảng 15 phút, địch dàn hàng ngang, thổi súp lê xung phong. Chúng tiến lên chỉ còn cách Thông Hào chừng 20 mét. Vì địch quá đông và chỉ tấn công lên được từ triền bên phải hướng đông bắc của chốt này. Còn ở phía trước chốt 416, đối diện đồi 417 là dốc đứng nên chúng không triển khai tấn công bộ binh được. Hướng này ta có trận địa DKZ 75 ly để bắn khống chế đồi 417 của địch. Vì quân số ít, ta chỉ còn 16 đồng đội tại chốt. Ta toàn lực phản công. Đồng đội Lê Đàn DKZ nạp đạn vác vai chạy xuống Thông Hào của địch, đang xung phong bắn trực tiếp với địch. Anh em đồng đội dưới Thông Hào chỉ ngóc lên khi hỏa lực DKZ của Lê Đàn và B40 của đồng đội Đắp bắn. Riêng khẩu 12 ly 7 của ta không khai hỏa được vì vài đồng đội bị thương ngay lúc đầu địch tấn công. Cối 60 ly ở trên chốt 416 bắn không liều xuống triền đồi chừng 100 mét. Tôi truyền đạt cho đồng đội trước quê ở Sông Cầu bắn liên tục nhiều quả. Lúc này triền đồi nơi lính Thái và quân ta đang giao tranh nóng dàn lên, nổ vang đủ loại đạn của ta và của địch. 12 ly 7 đã nổ rồi, cùng theo tiếng B40 bùng bành liên tục. Tôi và Chức đang bắn cối thì đồng hương Đinh Văn Tộ, người dân tộc Sơn Hà, chạy lên bảo lệnh của chỉ huy cối 60 ly ngừng bắn. Không hiểu tại sao hơn nữa, trong hầm cũng chỉ còn hơn 20 quả nữa là hết. Cối địch cũng đang phản cối ta, nổ chợt xuống triền ở phía tây nam, hướng chốt 555 nhìn qua. Tôi được gọi về hầm gặp chỉ huy. Chỉ huy Ngãi viết giấy bảo tôi chạy xuống Thông Hào đang chiến đấu, đưa cho đồng hương Trình, trung đội trưởng. Tôi vội vàng cầm súng AK 2 băng, cột ngược dây giày và bọc túi quần, hai bên 4 trái nụ xòe và 2 trái cầm tay, lom khom chạy theo Thông Hào xuống triền đồi. Hỏi anh em vào hầm chỉ huy trung đội đưa cho Trình. Lúc này mới biết tại sao hôm nay địch tấn công mà cối 80 ly của đồng hương Thanh và đồng hương Sương dưới đại đội bộ không chi viện như ngày đầu. Từ trưa đến giờ, địch thổi súp lê xung phong 16 đợt, nhưng ta chỉ chống lại bằng hỏa lực tại chỗ. Vì theo hợp đồng phản công, khi địch tiến lên đánh chốt khoảng 1 tiếng đồng hồ, thì ta phản kích địch. Chỉ còn hơn 10 phút nữa là đúng 2 giờ thì phản kích. Anh em dưới Thông Hào nôn nao chờ phản kích của ta. Sau nhiều lần bẻ gãy những đợt tấn công của địch, công đầu là của Đắp. Đắp đã bắn liên tục, mỗi lần địch xung phong từ 6 đến 7 trái B40. Anh em giáp đạn sẵn cho Đắp bắn. 2 giờ kém 5 phút, địch hò reo tấn công tiếp. Địch chuyển hướng, tập trung hướng không có hỏa lực 12 ly 7 để tấn công ta. Địch quá đông, nhưng đạn AK, trung liên RBD, lựu đạn nụ xòe, anh em bắn và chọi liên tục cho không ngóc đầu lên được vì đạn cầy đất. Trên Thông Hào khó diệt được địch. Do mỏm đồi cong nên hỏa lực B40 chốc nòng bắn thì diệt được địch. Đồng đội Đắp chờ địch bò lên gần, liên tục bắn 9 trái B40. Bọn địch trùn xuống. 12 ly của ta bắn không ngớt, nhưng chỉ uy hiếp, chứ bắn thẳng về hướng của địch thì đạn tuột tầm sẽ bay xuống C bộ C9. Địch dùng đại liên quét ngang, đạn cày trên thông hào rồi bò lên lôi xác xuống. Đồng đội Đắp bị vướng một viên đạn đại liên của địch, trợt trán rớm máu, bị đứt tĩnh mạch ở mép tai bên trái và hy sinh anh dũng. Khi anh em phát hiện thì Đắp đã ngồi tuột xuống thông hào. Đồng đội Phạm Văn Boy tiếp tục cầm khẩu B40 lên bắn tiếp 2 quả thì cũng đúng giờ hiệp đồng, quân ta phản công địch. 2 giờ chiều ngày 24 tháng 2, ta bắt đầu phản kích. Pháo binh trung đoàn 729 bắn tầm xa vào lãnh thổ Thái. Riêng pháo 105 ly bắn bao phủ ngoài phẫu trước tổ phục của trung đội 2 do thượng sĩ Nhanh đang chỉ huy chốt phục. BKZ-75 và 12 ly 7 từ chốt 384 bắn rộng lưng qua triền 416, nơi địch đang trụ lại tấn công ta. Cối 82 ly của đồng đội Thanh và đồng đội Sương từ đại đội bộ đại đội 9 bắn lên nổ cách trước thông hào của anh em đang trụ giữ chừng 30 mét. Cối 100 ly từ dưới tiểu đoàn bộ tiểu đoàn 9 do đồng đội Tuấn quê ở Tuy Hòa cùng đề pa chi viện lên dữ dội. Địch không trụ nổi phải tháo chạy xuống triền đồi ra hướng phẫu. Ở đây đại liên M60 B41 của trung đội 2 do thượng sĩ Nhanh chặn đánh. Địch chạy toán loạn về hướng Thái. Chỉ sau hơn 20 phút phản kích, ta đã làm chủ lại thế trận. Phản kích ngưng, anh em chúng tôi trên chốt 416 và anh em dưới đại đội bộ truy đuổi theo đến tông hào của địch. Ở đây địch đào hào, lấy đất dồn vào bao cát, chất thành hàng làm tường chống đạn nên không thể chịu nổi đợt phản kích của ta. Trong lúc ta truy đuổi, trung đội 1 bị thương 3 đồng đội. Đồng Hương Sơn ở Phù Cát lính đợt 1 năm 1986. Đồng đội Trình quê Phù Cát, trung đội trưởng trung đội 1 lính đợt 1 năm 84 và thiếu úy Hải quê Thái Bình mới về đơn vị 2 ngày. Tất cả vì dẫm phải mìn bị cụt chân. Ta thu được một số chiến lợi phẩm vũ khí, đạn và đồ hộp. Lính Thái vẫn còn bỏ lại rất nhiều xác chết dưới thông hào. Chúng đang chôn lấp, còn có cả nữ binh nữa. Anh em bị thương của trung đội 1 ở trên chốt 416, tất cả là 7 đồng đội. Riêng đồng đội Phạm Văn Đắp ra đi không trở lại. Đắp đã hy sinh anh dũng khi bẻ gãy nhiều đợt tấn công của địch. Địch phải nhiều lần khiếp sợ khi nghe B40 nổ. Đắp đã diệt và làm tiêu hao rất nhiều sinh lực của bọn địch. Khi địch tấn công, đồng đội Đắp được khiêng xuống đại đội bộ đại đội 9. Ở đây, anh em đồng đội chỉ kịp nghiêng mình im lặng để tưởng nhớ đến đồng chí cùng chung chiến hào, rồi đã chia ly mãi mãi. Đồng đội Đắp đã lập nên chiến công hào hùng của trung đội 1 đại đội 9 tiểu đoàn 9, trung đoàn 733, sư đoàn 315, đã ghi danh anh hùng của người anh em dân tộc, người dân Ba Tơ nói riêng và 52 dân tộc Việt Nam anh hùng nói chung. Đắp đã hoàn thành nghĩa vụ quốc tế của quân đội tình nguyện Việt Nam anh hùng trong sự nghiệp giúp nước bạn Campuchia xây dựng và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Phạm Văn Đắp xứng đáng là một anh hùng của lực lượng vũ trang quân đội nhân dân Việt Nam. Con đường R3, đây là con đường chiến lược trọng yếu, cung cấp binh lực, vật lực, hậu cần vũ khí, khí tài và nước uống phục vụ cho chiến dịch M1584. Chiến dịch M184 là chiến dịch lớn cấp quân khu do tư lệnh quân khu 5 Trung tướng Nguyễn Trơn cùng mặt trận 579 đi thị sát thực địa và lên phương án tác chiến. Mục đích của chiến dịch M184 là quyết tâm tiêu diệt căn cứ 547 trên dãy Đăng Rách, đồng thời mở màn cho chiến dịch tiêu diệt triệt để tập đoàn Pol Pot ở vùng biên giới Đông Bắc Campuchia do quân khu 5 đảm nhiệm. Lực lượng huy động cho chiến dịch bao gồm toàn bộ sư đoàn 307, sư đoàn 2 thiếu, trung đoàn 143, sư đoàn 315, trung đoàn 687, tiểu đoàn đặc công 407, trung đoàn pháo 572, trung đoàn pháo cao xạ 573, trung đoàn thông tin 575, 2 trung đoàn công binh 270 và 280, 1 tiểu đoàn thiết giáp M113, 1 tiểu đoàn tăng bọc thép cùng với toàn bộ các đơn vị kỹ thuật của quân khu tham chiến do tư lệnh quân khu Trung tướng Nguyễn Trơn trực tiếp chỉ huy. Quân khu bộ tiền phương đóng ngay tại làng Chanh, trên trục đường R3 chiến lược. Con đường R3 bắt đầu bên phải con đường 120 lên chùa Brickby Hill, ngã ba đường nằm sau lưng sư bộ 307. Cách cầu Sa Em chừng 2 cây số hướng chùa Brickby Hill. Con đường R3 dài khoảng 60 km từ ngã ba sau lưng sư bộ đến ngã ba Ông Anh, theo cách gọi của lính 307. Con đường này là do tiểu đoàn 15 công binh sư đoàn 307 mở trong chiến dịch M184. Tiểu đoàn 15 công binh sư 307 có 4 đại đội và tiểu đoàn bộ. Đại đội 1 là đơn vị đảm nhiệm cầu phà, đóng ngay tại cầu Cháy. Đại đội 2 là đơn vị công trình, đóng tại chốt sư đoàn 2 gần ngã ba trong Khơ San và cầu Sa Em. Đại đội 3 là đơn vị đảm nhiệm bom mìn, đơn vị chủ công của tiểu đoàn 15 công binh sư đoàn 307, đóng tại chốt 14, chốt A1 và Phum Giềng. Đại đội 4 là đơn vị xưởng cưa, đóng bên hông tiểu đoàn bộ, sau chuyển về chốt 16 trên trục đường 6932. Tiểu đoàn bộ bao gồm nhà tham mưu tiểu đoàn, trung đội thông tin, tiểu đội trinh sát, tiểu đội hậu cần, quân y, tài vụ, quân nhu, quản lý và nuôi quân, tiểu đội mộc và rèn. Đại đội 3 là đơn vị chủ công của tiểu đoàn về bom mìn, nên tiểu đoàn giao con đường này cho đại đội 3 thực hiện. Đây là nhiệm vụ bản lề của tiểu đoàn 15 công binh trong chiến dịch năm 47. Quyết định thắng lợi của chiến dịch lệ thuộc không nhỏ ở bí mật của con đường này. Xuất phát từ lòng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, đại đội 3 đã dốc toàn bộ lực lượng của đơn vị tham gia và mở đường. Theo phương châm công binh đi trước về sau, những ngày đầu thông tuyến suôn sẻ. Đến ngày thứ 3 thì gặp địch ở ngầm Ông Yến. Cự ly của bộ phận cảnh giới với toán tuần tra của địch rất gần, nhưng không dám nổ súng. Để giữ bí mật trên tuyến đường, toàn đơn vị rút lui mà không kịp lấy ba lô để ở trên ngầm Ông Yến. Địch đến chiếm trận địa và phát hiện ba lô của đơn vị để lại. Địch thu toàn bộ 33 ba lô của đơn vị, nhưng rất may địch chưa phát hiện tuyến đường đang mở. Địch mang 33 cái ba lô thì đơn vị trở lại trận địa dò mìn và tiếp tục mở đường cho đến giờ nổ súng theo quy định của chiến dịch. Tối hôm đó, mở đài Pol Pot để nghe thời sự. Trên đài radio, phát thanh viên Pol Pot rêu rao: "Hôm nay, trong lúc tuần tra quanh đồi năm 47, ta phát hiện Juan và tiêu diệt 33 tên Việt Nam xâm lược. Độc đáo hơn là đọc thư của lính để ở trong ba lô địch thu." Pol Pot sửa lời trong thư, chuyển qua tâm lý chiến để kêu gọi bộ đội ta đảo ngũ hoặc bỏ súng vượt biên sang Thái Lan. Đầu tháng 6 năm 1984, tôi được biên chế về tiểu đoàn 15 công binh, sư đoàn 307. Ngay từ buổi sáng đầu tiên về tiểu đoàn, tôi được đại úy Phạm Phú Xuyển, tiểu đoàn trưởng 15 công binh, kêu đích danh tôi và điều động tôi lên chốt công binh trên năm 47. Thực lòng lúc đó, tôi không biết gì về năm 47, nên bản thân cũng vui vẻ như bao đồng đội khác nhận nhiệm vụ. Sau khi giao ban và phân công nhiệm vụ, thì tôi mới hiểu ra thế nào là điểm cao năm 47. Đây là lần thứ 2 tôi được thử thách về tư tưởng. Lần 1 ở phà Sở Tung Trang. Ở đó tôi gặp rất nhiều anh em đồng hương cùng quê. Có người là bạn học cùng lớp, cùng cơ quan. Ai cũng xúi tôi đảo ngũ vì qua sông Mê Công là không có đường về. Qua sông Mê Công như con chốt qua sông trong bộ cờ tướng. Trong đám anh em đồng hương, có đồng hương Phan Phước Lơ là người kiên nhẫn nhất. Lơ theo tôi đến tận phà Sở Tung Trang. Lơ bảo tôi đảo ngũ rất nhiệt tình. Tôi ngồi ở trên xe chờ phà. Lơ hối tôi nhảy xuống đảo ngũ. Tôi cảm ơn Lơ và quyết định đi tiếp lên sư 307 vì tư tưởng tôi cực kỳ ổn định. Tôi đã xác định từ quê hương, trên tinh thần đi tới cùng trời cuối đất, vì lúc đó ở quê hương rất nặng nề về chính trị. Đảo ngũ sẽ mang nhiều hệ lụy cho gia đình. Còn lần này thì không hiểu ai bảo tôi đảo ngũ cả. Nhưng điệp khúc tư tưởng thì giống nhau. Ai cũng bảo lên năm 47 là không có đường về, lành ít giữ nhiều. Thậm chí có người chỉ cho tôi cái nghĩa trang ở Sa Em và nói 1/2 mộ ở nghĩa trang Sa Em đến từ địa danh năm 47. Mặc dù tôi có tư tưởng rất ổn định, nhưng trong đêm đó ngủ không còn ngon giấc mất ngủ vì các thông tin từ lính cũ ở tiểu đoàn bộ đưa tin. Sáng ra, đoàn tân binh chúng tôi gồm tôi, Nguyễn Ngọc Mạnh, Bình Sa, Thanh Bình Quảng Nam và Lê Xuân Việt ở Tam Kỳ Quảng Nam đã có mặt trước nhà chỉ huy tiểu đoàn đợi lệnh xuất phát. Đoàn chúng tôi đi cùng thủ trưởng Tệ, phó tiểu đoàn trưởng về hậu cần. Thủ trưởng Tệ lên sư bộ tiền phương năm 47 làm chính sách gia quân. Thủ trưởng đi lính năm 1972, tuổi chừng 50, dáng người thanh cao, ăn nói nhẹ nhàng vui vẻ. Đoàn chúng tôi xuất phát trễ, non trưa mới khởi hành. Thủ trưởng nói, đi trễ để các bộ phận công binh thông đường thì đi sẽ an toàn hơn. Khi đó là tân binh nên nghe như đàn gảy tai trâu, không hiểu chi tiết về chiến trường nên chúng tôi không sợ và đi như đi chợ. Đây là lần đầu tiên tôi đi trên con đường R3 lên 547. Xế chiều chúng tôi đến làng Chanh và ở lại đó một đêm. Vừa đến chưa ổn định chỗ ngủ thì đã nếm mùi tập kích B40 của bọn Pol Pot. Ở đây có một đơn vị đóng nhưng không nhớ tên phiên hiệu. Đêm đó bọn tân binh chúng tôi ngủ ngon, không biết trời mây chỉ hết vì đi bộ quá mệt. Mờ sáng tôi mới dậy thì đã thấy thủ trưởng Tệ ngồi uống trà cùng anh lính liên lạc. Thủ trưởng bảo dậy hết đi, hôm nay chúng ta đi sớm vì đoạn đường từ đây lên sư bộ tiền phương an toàn. Khi mặt trời trên ngọn cây, đoàn chúng tôi đi theo bộ phận tuần đường của trung đoàn 29 lên sư bộ. Trên đường đi, chúng tôi thấy pháo 130 ly nòng dài của trung đoàn 572 nằm sát ở bên đường, gần ngầm Ông Yến. 3 khẩu 130 nòng dài, 3 nòng súng chĩa thẳng sang Thái Lan. Qua ngầm Ông Yến, qua Trảng Trống là đến sư đoàn bộ. Tại ngã ba và sư bộ, tân binh chúng tôi chia tay thủ trưởng Tệ để về chốt công binh 547, đóng ở bên kia suối. Chốt công binh 547 còn gọi là chốt công binh cây xoài, vì bên cạnh chốt có một cây xoài rất lớn, đó là chỗ nghỉ chân của lính trung đoàn 29 và trung đoàn 94, đi gùi gạo từ xa em về. Chốt công binh cây xoài là do lính bộ binh đặt tên. Chốt công binh 547 là chốt nhỏ cấp trung đội thiếu, chốt đảm nhiệm tuần đường từ ngầm Ông Yến đến ngã ba Ông Anh. Đoạn đường rất dài nhưng quân số lại quá ít nên sau này chỉ tuần đường từ ngã ba sư bộ tiền phương đến ngầm Ông Yến. Rất may, trước khi chuyển giao đoạn đường từ cây xoài lên ngã ba Ông Anh cho E94, tôi có một lần đi tuần đường cùng anh B trưởng Thành Lửa trên đoạn đường đó. Khi đến gần ngã ba Ông anh Thành Lửa chỉ cho tôi một cái hố ở bên đường. Cái hố sâu lút đầu gối, to bằng 2 cái giếng nước gộp lại. Quanh miệng hố đất đen thui. Anh Thành nói, đây là cái hố mìn tăng đã lấy đi sinh mạng của đại tá sư trưởng sư đoàn bộ binh 2 quân khu 5. Anh Thành nói tiếp, hố mìn này to là do bọn Pol Pot đặt mìn với thêm nhiều thuốc nổ TNT. Đất màu đen là do hắc tím trong thuốc nổ. Chất hắc tím này rất độc, nó làm không đông máu nên bộ đội bị thương dễ mất máu, dẫn đến tử vong trên đường chuyển thương về tuyến sau. Tôi nhìn cái hố mìn này mà lạnh sống lưng. Tôi cố đi nhanh để không nhìn hố mìn nữa. Tôi bước tiếp tới ngã ba Ông Anh thì dừng lại. Anh Thành chỉ tay về bên trái con đường và nói, rẽ trái là đến Z6, đó là khu vực của trung đoàn 29. Bên phải là M1, khu vực của trung đoàn 94. Trung đoàn bộ, trung đoàn 94 đóng ở sát chân đồi 547, cách đơn vị ta chừng 4 cây số. Đi thẳng nữa là ra Z5 và sang Thái Lan luôn, nếu chú mày muốn. Tôi đang quan sát địa hình thì anh Thành nói tiếp như hướng dẫn viên. Trước khi đến đây, chúng ta đã đi qua một ngã ba, bên trái có con đường mòn nhỏ. Bên đường ấy còn thấy một bộ khung xe thiết giáp M113 bị cháy trong chiến dịch 547. Đó là đường lên Z13. Đây là khu vực của trung đoàn mồ côi 19 của Campuchia đóng. Qua chỉ dẫn tận tình của anh Thành, tôi đã nắm rõ địa bàn nơi đóng quân của đơn vị. Chính những lời chỉ dẫn đó đã giúp tôi sau này hoàn thành tốt nhiệm vụ của sư đoàn giao phó, như dẫn xe thiết giáp M113 vào Z13 đánh nghi binh ở Z20 cho chiến dịch Ba Biên, đi mở đường thông tuyến Z5 sang Thái Lan qua Hồ Nước trong chiến dịch K3, và sau chiến dịch K3, tôi có thể một mình từ Thái Lan về đơn vị ở Z6. Đến bây giờ, tôi vẫn còn thần tượng anh Thành, người bê trưởng đầu tiên trong đời lính. Rất tiếc, tôi chưa một lần gặp lại anh. Sau khi bàn giao đoạn đường từ Cây Xoài lên ngã ba Ông Anh cho Trung đoàn 94, đơn vị tôi chỉ tuần đường từ ngã ba Sư Bộ Tiền Phương đến ngầm Ông Yến. Đoạn đường này dài chừng 4 cây số, trong đó có 3 km rừng thưa cây khộp. Vào mùa mưa, đoạn đường này thường xuyên bị ngập nước nhưng lại không lầy. Có đoạn ngập nước đến đầu gối. Nhờ vậy vào mùa mưa, đoạn đường này an toàn nhất trên con đường R3 từ Sa Em lên 547. 1 km còn lại là một ngọn đồi nhỏ, nó nằm sát ngầm Ông Yến. Khu vực này là rừng nguyên sinh, cây sống ở đây là cây dầu rái, cây nào cây nấy giống nhau, đứng thẳng tắp, đẹp như đồi thông ở Đà Lạt. Ở đây địa hình rất đẹp và gần suối nước, nên khu vực này có nhiều đơn vị pháo binh đóng quân. Sát đường R3 là đơn vị pháo binh 130 ly nòng dài của E572 quân khu. Kế tiếp ở phía trong là 2 đơn vị pháo binh 155 ly và pháo 105 ly của Trung đoàn 576, Sư đoàn 307. Đối diện ngọn đồi, theo hướng Sư Bộ Tiền Phương, là đơn vị pháo cao xạ 37 ly của C1 Tiểu đoàn 14, Sư đoàn 307. Ở đây có 4 khẩu pháo 37 ly. Nòng súng chĩa thẳng lên cao điểm 547 như thách thức ngọn đồi. Những khẩu đội pháo cao xạ này được kéo bằng xe vận tải của Tiểu đoàn 19, Sư 307 trong chiến dịch M1584. Trong đó có anh lái xe Nguyễn Anh Sơn, là một trong những người đầu tiên lái một trong những chiếc xe đầu tiên kéo pháo 37 ly cao xạ trên đường R3 vào trận địa pháo cao xạ của Tiểu đoàn 14, Sư đoàn 307. Trận địa pháo nằm đối diện trực tiếp với điệp cao 547, rất gần, ước chừng 4 cây số theo đường chim bay. Hỏa lực trên cao điểm 547 là DKZ, chúng điểm xạ từng chiếc xe tăng, cũng như từng chiếc can vàng đang di động dưới chân núi. Trên điểm cao 547, DPA nháy màu xanh thì ở dưới đất một can vàng bay lên, đồng nghĩa tối thiểu một người lính Sư đoàn 2 hy sinh. Mặc dù tình hình đó căng như dây đàn, nhưng xe sư đoàn vẫn kéo pháo cao xạ vào trận địa pháo, là đang đánh đố với tử thần. Khẩu pháo cao xạ là miếng mồi ngon cho DKZ trên điểm cao 547 và ngược lại. Ai nhanh tay hơn là người đó tất thắng. Rất may, pháo 37 ly nhanh tay hơn bọn Pol Pot nên tiêu diệt đối thủ bằng loạt đạn đầu tiên và đốt cháy ngọn đồi. Ngọn đồi chọc lốc như đầu con kền kền, đến nỗi mùa mưa 584 cũng không có màu xanh của lá. Đồng thời pháo 37 ly đã góp phần không nhỏ cho thắng lợi chiến dịch M184. Đoạn đường gần ngầm Ông Yến là đoạn đường đẹp nhất của con đường R3, nhưng nó là đoạn đường nguy hiểm nhất của con đường, vì con đường vắt ngang qua một ngọn đồi nhỏ nên luôn khô ráo, sạch sẽ và thoáng mát. Ngọn đồi nằm chếch một tí lên cao điểm 547 về hướng đông nam. Ngồi ở đó có thể ngắm nhìn toàn bộ dông 600 ở phía đông và điểm cao 547. Hơn nữa là xung quanh đồi được bảo vệ từ các đơn vị trực thuộc sư đoàn, nên khu vực này rất an toàn. Ngoài ra, ngầm Ông Yến là con suối lớn đầu nguồn. Suối có rất nhiều cá, ốc và kỳ đà. Đặc biệt khu vực này có rất nhiều mật ong rừng. Chính vì vậy, nhiều đơn vị bộ binh đi gùi gạo từ Sa Em lên dông đã chọn vị trí này để nghỉ trưa hoặc ở lại qua đêm. Đó cũng là lý do một vài lính bộ binh đi gùi gạo đến đây nhưng xác phải quay lại Sa Em vì đánh cá bằng lựu đạn. Có câu, nơi nào nguy hiểm nhất thì nơi đó an toàn nhất. Câu này chắc của Trung Quốc nên thằng Pol Pot cũng học được, và học giỏi là đằng khác. Cho nên bọn nó đã đi qua quả đồi an toàn và đặt mìn 652A trên đoạn đường đẹp nhất. Hôm đó bộ phận tuần đường đi trễ hơn thường ngày vì tối qua mưa to. Bếp nấu bị ướt nên ăn sáng muộn. Như mọi lần, tôi luôn đi đầu để cảnh giới. Khi tôi đến quả đồi, tôi thấy một con chim cu xanh đang đậu ở trên cây dầu rái. Tôi ngoảnh cổ lại, ra dấu xin anh Hùng bê trưởng để bắn chim. Anh Hùng gật đầu đồng ý. Tôi không đi thẳng mà rẽ trái vào rừng, tìm điểm tựa để bắn. Lúc này có một đơn vị bộ binh gùi gạo đi ngược lại. Tôi đang tì súng vào thân cây và đang chỉnh đường ngắm để bắn thì có tiếng nổ. Ầm! Tôi ngó ra, tôi thấy một anh lính bộ binh dẫm phải mìn 652A, bay mất bàn chân, đang nằm khóc la chí chóe bên vũng nước. Anh y tá đang đứng giữa đội hình, vội vàng bước ra khỏi hàng và bước được mấy bước thì lại nổ tiếp. Thêm một tiếng nữa, anh y tá cũng bị dẫm mìn 652A, cụt mất chân. Cái túi xách y tá văng xuống ục nước. Anh lính đứng gần, nhích chân gần mé nước để xách cái túi thì cũng nổ. Tiếng nổ tiếp theo, anh lính lại bị cụt chân, mất đà, đổ nhào xuống ục nước. Mọi việc diễn ra trong tích tắc như trong phim hành động. Tôi hoa mắt và đứng chết như từ hải. Một lúc sau, tôi nghe tiếng anh Hùng bê trưởng la lớn: "Đứng im, không được nhúc nhích." Đúng là lính 80 từng trải. Anh Hùng rất bình tĩnh, xăm mìn đến chỗ bị thương và caro chân cụt cho ba anh lính bộ binh, sau đó chặt cây khiêng về phẫu sư đoàn. Khi đơn vị bộ binh đi khuất hàng cây, tôi mới hoàn hồn bước ra đường. Tôi nhìn ba cái lỗ mìn mà suy nghĩ lung tung. Giá như tôi đi thẳng thì ba quả mìn đó là của tôi rồi. Bữa cơm trưa hôm đó, tôi thấy vị đắng trong cục cơm vắt gạo tròn Liên Hợp Quốc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy lính dẫm mìn ngay trước mặt. Tôi quá sợ hãi và nó ám ảnh tôi bằng một trận sốt rét kéo dài trong một tuần. 6 hôm sau, tôi không đi tuần đường. Tôi được phân công vào ban công binh nhận mìn. Tôi đi cùng anh Nguyễn Tiến, lính tháng 2 năm 83, quê ở Đức Linh, Bình Thuận, và anh Hùng bê trưởng, quê ở Tam Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam. Chúng tôi vào ban công binh nhận mình và nhận nhiệm vụ ở tham mưu trưởng sư đoàn, Trung tá Trần Dần. Nhiệm vụ của chúng tôi là đặt mìn ở hai vị trí. Vị trí thứ nhất là đặt mìn sau lưng đơn vị vệ binh, sư đoàn và sư bộ tiền phương. Nhiệm vụ thứ hai là đặt mìn ở quả đồi bên ngầm ông Yến mà tối qua địch đã ra gài mìn 652A, gây cụt chân ba anh lính bộ binh lúc sáng. Chúng tôi nhận 60 quả mìn bom Z2 của Thuận Hải. Vị trí quả đồi bên ngầm ông Yến, chúng tôi đặt 40 quả, đặt theo đội hình so le xen kẽ. Nói đúng hơn, chúng tôi đang răng thiên la địa võng chờ bọn Pol Pot đến trả thù. Chiều hôm đó mới chạng vạng tối, đơn vị chưa giao ban thì mìn ở bãi đã nổ. Ầm! Mấy giây sau lại nổ tiếp. Mấy lính cũ ở trong đơn vị vui hẳn lên vì tin tưởng ngày mai nhất định có thịt rừng cải thiện. Ai dè, sáng hôm sau xuống kiểm tra thì phát hiện ba tên Pol Pot đã bỏ mạng, để lại một khẩu B40 và hai khẩu AK. Có lẽ toán này đi chỉ có 3 tên nên vấp mìn chết hết. Anh Linh, lính 82, quê ở Hòa Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng, được phân công chôn xác bộ Pol Pot. Anh Linh đào một cái hố to rồi lấy dây võng nối lại. Anh cột chân từng tên Pol Pot kéo xuống hố vì sợ bẫy lựu đạn ở dưới xác. Cùng lúc này, có một đơn vị bộ binh từ trên dông về xa em lấy gạo. Khi thấy kéo xác Pol Pot đem chôn thì đám lính bộ binh xông vào và lột hết quần áo, giày dép của ba tên Pol Pot. Một anh trong đám lính bộ binh nói: "Lấy đem đi giặt rồi đổi xì ke và thuốc dê Hương ơi." Đám lính bộ binh ấy lấy hết quần áo, giày dép của ba tên Pol Pot mà không gặp phải phản ứng nào của đám công binh chúng tôi, vì chúng tôi sợ. Sau này đơn vị bộ binh gùi gạo trở về có tặng cho chúng tôi 1 cân thuốc dê như đã nói. Vụ nổ mìn giết địch làm cho lính trực thuộc sư đoàn phấn khởi. Ai cũng tranh luận về đề tài đó. Ai cũng nói lính Pol Pot theo đạo Phật nên rất mê tín, chỗ nào đã bị chết là không bao giờ quay lại chỗ đó nữa. Không biết là đúng hay sai, nhưng trên thực tế là đúng như lời đồn. Từ đó về sau, đoạn đường gần ngầm ông Yến là đoạn đường đẹp và an toàn nhất trên con đường R3 huyền thoại. Qua ngầm ông Yến là đến đoạn đường do đơn vị C3 tiểu đoàn 15 công binh sư đoàn 307 đảm nhiệm. C3 tiểu đoàn 15 công binh sư 307 Tuần đường từ ngầm Ông Yến đến làng Chanh. Đoạn đường này hoang vắng, không có đơn vị nào đóng ở xung quanh con đường. Nếu có tình huống xấu, rất khó có đơn vị tiếp viện kịp thời. Do đó lính ta rất cảnh giác khi đi trên đoạn đường này. Mặc dù trên đoạn đường chưa có thương vong về mìn, đoạn cuối cùng từ làng Chanh về xã Em là do nhiều đơn vị đảm nhiệm tuần tra. Trong đó có C-14 Trung đoàn 29 phụ trách năm 1985. Vào mùa mưa, đoạn này rất chi là lầy lội. Thỉnh thoảng xe của sư đoàn hay mắc lầy và ở lại qua đêm trên đoạn đường này. Mỗi lần như vậy là nỗi khổ của anh lái xe và bộ phận tuần đường, vì chiếc xe là tọa độ chết cho B-40 nếu như Pol Pot tập kích. Đoạn lầy ở đây dài chừng nửa cây số. Đó là đoạn đường khó quên của lính tân binh thu gom sư 860 và lính tân binh đợt tháng 1 năm 84 huấn luyện ở tiểu đoàn 91 Hội An Quảng Nam. Lính tân binh huấn luyện ở tiểu đoàn 91 Hội An Quảng Nam qua ca muộn hơn tân binh sư đoàn 860 gần một tháng. Chính sự muộn màng đó là sự bắt đầu vào mùa cao điểm ở Campuchia. Do đó con đường R3 bị nước mưa phong tỏa và lầy lội. Sự vận chuyển của sư đoàn bị ách tắc, nhất là vận chuyển thương binh từ năm 47 về Israel. Xuất phát từ tình hình đó, Ban Quân lực sư đoàn gom quân và tân binh huấn luyện ở Hội An lập thành một đội, giao cho tiểu đoàn 15 công binh sư quản lý và tổ chức thành đơn vị lên làng Chanh chống lầy. Đội quân hỗn hợp ở làng Chanh gần một tháng để chống lầy cho sư đoàn. Chính vì thế, khi lính tân binh huấn luyện ở Hội An về đơn vị, tôi đã trở thành lính cũ. Con đường R3 là con đường in đậm dấu chân người lính sư đoàn bộ binh 307 trong giai đoạn 1984 đến năm 1988. So với con đường 6932 thì con đường R3 không ác liệt bằng, nhưng những cái tên lính đặt như ngã ba Ông Anh hay ngầm Ông Yến đã đi vào ký ức của người lính sư đoàn bộ binh 307. Những ngày gùi gạo từ xã Em lên chốt con đường R3 là những ngày tháng khó quên của người lính Trung đoàn 94, Trung đoàn 95 và Trung đoàn 29. Đặc biệt, điểm cao năm 47 là ký ức đầy tự hào của một thời trai trẻ trên vùng Đông Bắc Campuchia.